Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 154. Nhưng ngay lúc này, một tiếng kiếm bỗng vang lên từ đằng xa, thoáng chốc một thanh kiếm xuyên qua không trung, chém nứt thần thức đang kêu vang đó. Đạo Tiêu quay đầu lại nhìn Diệp Quân ở đằng xa, hơi ngạc nhiên, ông ta không ngờ Diệp Quân lại có thể phá được thần thức của ông ta chỉ với một nhát kiếm. Thú vị đấy, mặc dù ngoài mặt Đạo Tiêu khá bình tĩnh nhưng trong lòng lại cảnh giác hắn. Diệp Quân xem Đạo Tiêu là không khí, hắn nhìn Tập Tiêu, cười nói, Long Huynh, cảm ơn Huynh hôm nay đã giúp đỡ, Huynh đi đi. Tập Tiêu quay đầu lại nhìn Diệp Quân, không nói gì, y nhìn về đằng xa, đi một lúc cả người đã trở nên hư ảo. Đã không còn ở thời không này nữa. Y mất đi sức chiến đấu, quốc sư đó cũng mất đi sức chiến đấu. Y cũng xem như đã thực hiện lời hứa của mình rồi. Bây giờ đi cũng không cảm thấy áy náy. Tập Tiêu y chưa từng nợ ơn của ai cả, nợ thì nhất định sẽ trả. Nhìn thấy Tập Tiêu rời đi, Diệp Quân quay đầu lại nhìn Đạo Tiêu ở đằng xa, Đạo Tiêu nhìn thấy vào mắt hắn, cười nói, sao thế, ngươi muốn đánh ta à? Diệp Quân nói, cũng không phải không được, kẻ phá hư không? Hắn vẫn rất muốn đánh một trận ra trò với cường giả ở cấp bậc này, vì hắn muốn xem giới hạn hiện tại của mình ở đâu. Đạo Tiêu cũng bật cười, vậy thì đến đây nào? Ông ta vừa dứt lời, một tia kiếm quang lặng lẽ đánh đến trước mặt ông ta, nhát kiếm này vẫn không có khí tức như trước, không cách nào bắt được hay cảm nhận được thần thức của ông ta, cực kỳ quỷ dị. Nhưng Đạo Tiêu lại nở nụ cười mỉa mai, khi kiếm quang còn cách ông ta nửa trượng, bỗng bị một kết giới vô hình chặn lại, không thể tiến thêm một tấc nào nữa. Đạo Tiêu giơ tay lên tung ra một quyền. Rầm, thanh ý kiếm đó bị phá vỡ, nhưng lại không bị tiêu diệt. Thấy đối phương không phá được ý kiếm của mình, Diệp Quân bật cười, hắn tiến lên trước một bước, kiếm quang lập tức đánh đến trước mặt Đạo Tiêu. Sức mạnh của ba loại huyết mạch đều dao động. Lúc này khí tức Diệp Quân tăng lên rất nhanh, uy lực của ý kiếm cũng tăng lên gấp đôi. Đối mặt với nhát kiếm khủng khiếp của Diệp Quân, Đạo Tiêu chỉ cười nhạo, cả người ông ta bỗng trở nên hư ảo. Thân xác đạo hư. Ông ta không hề tránh đòn, để mặt nhát kiếm của Diệp Quân đâm vào ngực ông ta. Bụp, cơ thể Đạo Tiêu run lên, nhưng ông ta lại cố chấp chống đỡ tia kiếm quang này. Đạo Tiêu lạnh lùng nhìn Diệp Quân, khiêu khích nói, chỉ thế thôi à. Nói rồi một luồng sức mạnh đáng sợ bỗng bùng phát từ trong cơ thể ông ta, lập tức khiến Diệp Quân lùi về sau. Sau khi dừng lại, Diệp Quân nhìn Đạo Tiêu, lúc này cơ thể Đạo Tiêu hư ảo. Thân xác đạo hư. Một khi kẻ phá hư không luyện được thân xác đạo hư, so với người ở cảnh giới bên giới thì tức là ở thế bất bại. Giọng Mạc Sơn Hà bỗng vang lên trong đầu Diệp Quân, Diệp Huynh, kiếm đạo của Huynh rất mạnh nhưng đạo pháp chưa đủ mạnh để phá được thân xác của người này, hay là để ta. Huynh đừng lo, ta sẽ đánh giúp Huynh, ta cũng có thể giúp Huynh chỉnh đốn chủ nhân bút đại đạo này, xem như mua một tặng một, Huynh thấy thế nào. Diệp Quân nhìn Mạc Sơn Hà, cười nói, không sao, ta thử lại xem sao. Nói rồi hắn lại biến thành một tia kiếm quang rồi lao về phía Đạo Tiêu. Khi đánh đến trước mặt Đạo Tiêu, ý kiếm trong tay Diệp Quân đã được đổi thành kiếm Thanh Huyên, thấy Diệp Quân đổi kiếm, lần này Đạo Tiêu lại không đối đầu trực diện nữa mà giơ ngón tay ra, một luồng sáng màu đen kỳ lạ ngưng tụ ở đầu ngón tay, Diệp Quân lập tức bị đánh bật ra sau một lần nữa, nhưng ánh sáng đen ở đầu ngón tay ông ta cũng vỡ nát, không chỉ thế mà cả cánh tay của ông ta đều có vết nứt. Thấy thế, Đạo Tiêu lập tức nhíu mày. Mạc Sơn Hà nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân, khẽ nói, thanh kiếm này thật lợi hại. Chủ nhân tạo ra thanh kiếm này e là còn mạnh hơn ta. Lúc này, mọi người đều dồn ánh mắt vào kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân, ai cũng rất ngạc nhiên, vì thanh kiếm này thế mà lại có thể phá vỡ thân xác đạo hư. Quốc sư nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Quân, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, vì thanh kiếm này mạnh bất thường. Lúc này vẻ khinh thường và chế giễu trong mắt Đạo Tiêu cũng biến mất hoàn toàn. Ông ta mạnh nhưng không ngốc, dĩ nhiên ông ta biết khinh địch lúc này chắc chắn là vô cùng ngu ngốc. Diệp Quân nắm chặt kiếm Thanh Huyên trong tay, lúc này hắn lại có cảm giác vô địch. Hắn nhận ra kiếm thành không thể dùng nhiều, thi thoảng dùng một lần, sự tương phản lớn sẽ thực sự sảng khoái. Chỉ nghe một tiếng vang cực lớn, một tia kiếm quang và vô số lôi hỏa bỗng nổ tung, cuồn cuộn. Diệp Quân lùi về vị trí ban đầu, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, nhưng hắn lại cảm thấy phấn khích, xung quanh là vô số tia lôi hỏa và kiếm quang, trên người tản ra.
khí tức kiếm đạo cực mạnh. Ở đằng xa, sắc mặt Đạo Tiêu hơi khó coi, vì cả cánh tay phải của ông ta đã nứt ra hoàn toàn. Ông ta nhận ra hình như thân xác đạo hư của mình chẳng có tác dụng gì trước Diệp Quân. Rốt cuộc đó là thanh kiếm gì thế? Đạo Tiêu nhìn chằm chằm kiếm thanh huyên trong tay Diệp Quân, bây giờ ông ta đã hơi sợ thanh kiếm này. Nhưng Diệp Quân càng đánh càng hăng, hắn lại biến thành một tia kiếm quang rồi lao đến, được sức mạnh của ba loại huyết mạch hỗ trợ, hắn bỗng chốc xé nát thời không ở đó. Lần này không phải là vết nứt mà là xé tan hoàn toàn. Đạo Tiêu híp mắt, lần này ông ta không dám đối đầu trực diện nữa, vung tay lên, một tấm khiên ánh sáng màu vàng bỗng chắn trước mặt ông ta. Dĩ nhiên đây cũng không phải là thần vật bình thường, đó là một trong các thần vật chí cao của vũ trụ chủ, khiên đạo thương. Đây cũng là do kỳ nhân năm đó để lại, bên trong ẩn chứa sức mạnh đặc biệt mà ngay cả Đạo Tiêu cũng không thể hiểu được, dù sao cũng rất mạnh. Nhát kiếm này của Diệp Quân chém vào trên khiên đạo thương đó, sức mạnh cực lớn lập tức khiến cho khiên đạo thương rung mạnh. Đạo Tiêu bật cười, vì khiên đạo thương chặn được kiếm thanh huyên của Diệp Quân. Nhưng ngay sau đó nụ cười của ông ta cứng đờ. Chỉ thấy khiên đạo thương bỗng có rất nhiều vết nứt. Đạo Tiêu thẳng thốt, nhưng lúc này Diệp Quân lại chém mạnh một nhát kiếm. Đạo Tiêu biến sắc, vội vàng cất khiên đạo thương đi, liên tục lùi về sau, tạm tránh đòn tấn công. Khiên đạo thương không thể bị hủy ở đây được. Nhát kiếm của Diệp Quân chém vào không trung, hắn nhìn Đạo Tiêu đã lùi về sau cả mấy ngàn trượng, chạy gì chứ? Chỉ một câu đã khiến Đạo Tiêu sầm mặt. Đạo Tiêu siết chặt hai tay, còn muốn ra tay, nhưng vào lúc này, một giọng nói bỗng vang lên từ một bên, ngươi không thể giết hắn. Vừa dứt lời, thời không bên cạnh Đạo Tiêu bỗng nứt ra, sau đó một người đàn ông chậm rãi bước ra. Chủ nhân Bút Đại Đạo. Sau khi bước ra, chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn thẳng vào Diệp Quân và Toại Cổ Kim, cười nói, giỏi đấy, hai người các cậu cấu kết với nhau. Diệp Quân bình tĩnh nói, đã lâu không gặp. Chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn Diệp Quân rồi cười nói, quả thật rất lợi hại, Toại Cổ Kim cho cậu thời gian để tranh thủ, cậu rất biết cách sử dụng. Chỉ là ta khá tò mò các cậu vì lợi ích mới làm như vậy hay là vì có tình cảm với nhau. Toại Cổ Kim vẫn rất bình tĩnh, không nói gì. Diệp Quân cười nói, quan trọng sao? Chủ nhân Bút Đại Đạo bật cười, ta chỉ là tò mò. Diệp Quân nói, liên quan rắm gì đến ông? Chủ nhân Bút Đại Đạo sầm mặt, nhóc con, cậu ngày càng thiếu đạo đức. Diệp Quân nói, với ông, ta còn muốn mắng càng khó nghe hơn đấy. Chủ nhân Bút Đại Đạo khẽ cười, ta thích dáng vẻ cậu nhìn thấy ta là không vui, nhưng lại không thể làm gì được, ha ha. Diệp Quân cười nói, ta cũng thích nhìn bộ dạng ông quỳ xuống. Nụ cười của chủ nhân Bút Đại Đạo cứng đờ, cậu có bản lĩnh thì đừng gọi người. Diệp Quân nói, ta không gọi người, ông nội ta tự ra đấy thôi. Chủ nhân Bút Đại Đạo cười nói, tên nhóc cậu đúng là rất xấu xa, thế mà lại tính kế ta, muốn để ông nội cậu giết ta hoàn toàn, tiếc là cậu vẫn còn quá non. Diệp Quân mỉm cười nói, tại sao bọn ta không thể hợp tác? Chủ nhân Bút Đại Đạo nói, sao thế, muốn thám thính ý đồ của ta à? Diệp Quân nhìn chủ nhân Bút Đại Đạo, không nói gì. Chủ nhân Bút Đại Đạo cười nói, hiện giờ cậu vẫn còn quá trẻ, không hề biết sự tranh giành giữa bọn ta là gì, cũng không đúng, nói đúng ra thì bây giờ cậu vẫn không có tư cách đấu với ta, cho dù là ta hay là cậu, chúng ta đều đang theo đuổi một thứ giống nhau. Nói rồi ông ta bật cười, không được, không thể nói với cậu, ha ha. Diệp Quân nhìn chằm chằm ông ta, nếu ông đã muốn chơi thì chúng ta cứ chơi thật vui. Chủ nhân Bút Đại Đạo cười nói, đúng vậy, cứ chơi cho thật vui, lần này ta muốn đánh cho cậu phải quỳ xuống xin tha làm vua dựa dẫm, giống cha cậu năm đó vậy, ha ha. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dạy mình làm người ư. Chủ nhân Bút Đại Đạo nghe xong, lập tức cau mày, ông ta đánh giá Mạc Sơn Hà. Sau đó quay đầu nhìn Diệp Quân, cậu tìm được tên ngốc này ở đâu đấy? Diệp Quân. Chủ nhân Bút Đại Đạo lại nhìn Mạc Sơn Hà, ông ta đang muốn nói chuyện, nhưng đúng lúc này, thân thể Mạc Sơn Hà đã trở nên hư ảo, chỉ nháy mắt, mọi người ở đó lập tức cảm nhận được uy áp đáng sợ. Đao thế. Mọi người không nhìn thấy đao của Mạc Sơn Hà, nhưng lại cảm nhận được đao thế của y. Người và đao đã đạt đến cảnh giới phá hư. Khoảnh khắc này, mọi người đều kinh ngạc. Người đạt tới cảnh giới phá hư, mọi người không bất ngờ,
vì người dám ra ngoài lang thang vào lúc này, chắc chắn không phải kẻ ngu, nhưng mọi người thật sự không ngờ, Mạc Sơn Hà này lại là một đao tu, hơn nữa, đao cũng y cũng đạt tới cảnh giới phá hư. Diệp Quân cũng kinh ngạc vô cùng, thằng cha này đúng là khiêm tốn quá. Trong mắt chủ nhân bút đại đạo xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng vẻ mặt vẫn rất kinh ngạc, có cảnh gì mà ông ta chưa gặp qua đâu. Khoảnh khắc một người một đao đánh đến trước mặt chủ nhân bút đại đạo, một luồng đao quang cao ngất đột nhiên xuất hiện, trời đất rung chuyển. Chủ nhân bút đại đạo nhẹ nhàng chạm một cái. Ầm ầm. Vừa chỉ xong, luồng đao quang cao ngất kia bỗng dừng ở đó, thời gian như ngừng trôi, khoảnh khắc tiếp theo, đao quang cao ngất sụp đổ ầm ầm, nổ tung. Như pháo hoa giữa trời đất, Mạc Sơn Hà lùi lại liên tục. Sau khi dừng lại, Mạc Sơn Hà hơi kinh ngạc nhìn chủ nhân bút đại đạo, ông cũng khá đấy. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm vào Mạc Sơn Hà, ngươi cũng khá đấy. Ha hai. Mạc Sơn Hà cười lớn, y mở lòng bàn tay ra, một cây đao hư ảo đột nhiên ngưng tụ trong lòng bàn tay y. Thấy cây đao ngưng tụ trong tay Mạc Sợ Hà, trong mắt chủ nhân bút đại đạo lại lộ ra một tia kinh ngạc nữa, ngươi cũng là thiên tài, có thể lĩnh hội được đạo hư tới mức này, ngươi. Ông ta còn chưa nói xong, Mạc Sơn Hà đã giơ đao xông tới trước mặt ông ta, sau đó hung hăng nhắm vào đầu chủ nhân bút đại đạo rồi chém xuống. Đao này chém xuống, thời không nơi chủ nhân bút đại đạo đang đứng lại rung chuyển dữ dội. Thời không rung chuyển. Uy của đao này, khiến mọi người ở đó lộ vẻ xúc động. Biểu cảm của Diệp Quân cũng hơi nghiêm trọng, thực lực của Mạc huynh này đúng là hơi khoa trương thật, trước đây thằng nhóc này chưa gặp kẻ kỳ quái đó, e là thật sự rất kiêu ngạo. Chủ nhân bút đại đạo đối mặt với nhát đao khủng bố này, biểu cảm vẫn rất bình tĩnh, ông ta chỉ một cái, trên đầu ngón tay không có bất kỳ sức mạnh dao động nào, nhưng lại nghiền nát phát đao khủng bố của Mạc Sơn Hà dễ như trở bàn tay, một loại sức mạnh thần bí lập tức bao vây Mạc Sơn Hà và đao của y. Hai mắt Mạc Sơn Hà mở to, vãi. Chủ nhân bút đại đạo lại búng tay một cái. Ầm, cả người và đao của Mạc Sơn Hà lập tức bay đi, nháy mắt đã xuất hiện ở nơi xa. Sau khi Mạc Sơn Hà dừng lại, đao ý và đao thế khủng bố tỏa ra quanh người y cũng lập tức phấn tán, nhưng chẳng mấy chốc, y lại cưỡng ép ngưng tụ lại. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc vô cùng, xem ra thực lực của tên ngốc này đúng là khủng bố đấy. Mạc Sơn Hà từ từ ngẩng đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo nơi xa, một dòng máu tươi từ từ tràn ra từ khóe miệng y lau máu đi, sau đó nhìn Diệp Quân, Diệp huynh, người này không chỉ mạnh một tí đâu. Diệp Quân. Mạc Sơn Hà hít một hơi thật sâu, y đột nhiên hét nào. Xung quanh không có động tĩnh. Mọi người đều hơi nghi ngờ. Chủ nhân bút đại đạo lại cau mày. Chẳng mấy chốc, thời không xung quanh đột nhiên sôi trào chuyển động tiếp đó, trong ánh mắt mọi người của mọi người, những dòng đại đạo quang gạch dưới M xuất hiện giữa trời đất, rồi, những luồng đạo ý khác nhau quét ra từ trong những đại đạo quang M kia. Thấy cảnh này, mọi người đều kinh ngạc. Còn có thể chơi như vậy ư? Nhưng chẳng mấy chốc, hắn nghĩ tới một người, ác đạo. Các tu luyện của ác đạo rất tương tự với cách tu luyện của Mạc Sơn Hà, chẳng qua trước mắt xem ra, hiển nhiên Mạc Sơn Hà đã đạt trình độ cực cao hơn, vả lai, điều Mạc Sơn Hà càng khủng bố hơn là, sau khi người đi, vẫn giữ đạo lại để bản thân tiếp tục tu luyện. Cái này thật sự không hợp lẽ thường lắm. Người đạo tách rời. Nhưng lúc người cần, đạo sẽ tập hợp. Đây mới là con đường thật sự. Hơn nữa, thứ tu luyện còn là đạo của mình, không phải mượn của người khác, hoàn toàn khác với đạo pháp thần thông mà trước kia quốc sư dùng. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Mạc Sơn Hà, trong mắt đã có vẻ tán thưởng, ở đường lên cao bị chặn, ngươi lại có thể tìm đường thay thế, đi trên con đường như vậy, dù vẫn không bằng kinh phá bích, nhưng cũng thật sự khó có được rồi. Mạc Sơn Hà cũng cười, đạo của ta mặc dù còn chưa thành công, nhưng ta tự tin là trong trời đấy người có thể thắng ta tuyệt đối không nhiều, ta không tin ta xui xẻo như vậy, đúng lúc gặp phải đối thủ ta không đánh thắng được, chủ nhân bút đại đạo, đi chịu chết đi. Nói xong, y đột nhiên nhún người nhảy lên, mang theo hàng ngàn loại đại đạo lao thẳng về phía chủ nhân bút đại đạo. Vừa chém nhát đao ra, thời không ở đó đã xuất hiện vết rạn. Biểu cảm của mọi người nghiêm trọng. Khác với Diệp Quân có thể phá vỡ thời không ở đây. Đa phần công lao là vì tính đặc biệt của chính kiếm Thanh Huyên, nhưng mà Cảnh Sơn lại hoàn toàn dựa vào sức mạnh đại đạo của bản thân, trong nhát đao này chứa đao thế khủng bố, không chỉ khiến thời không ở chỗ chủ nhân bút địa đạo nứt ra, mà còn.
khiến cả giới vực rung chuyển. Cho dù là những cường giả cảnh giới phá hư ở đó, đối diện với đao thế của nhát đao đạo này, đều cảm thấy một loại đao uy khủng bố đè ép. Lúc này biểu cảm của Phản Thiên và quốc sư kia đều nghiêm trọng. Đều không ngờ thằng cha này lại giấu sâu như vậy. Đối diện với nhát dao khủng bố này, mặc chủ nhân bút đại đạo lộ ra ý cười, tay phải ông ta đột nhiên khế đưa về trước, sau đó lòng bàn tay hướng ra ngoài, đè nhẹ một cái. Cú đè này, trong im hơi lặng tiếng, nhát đao khủng bố của Mạc Sơn Hà lại bị buộc đè ép trước mặt ông ta. Lúc này nhát đao như đã dừng hình. Cú đè này, trong im hơi lặng tiếng, nhát đao khủng bố của Mạc Sơn Hà lại bị buộc đè ép trước mặt ông ta. Lúc này nhát đao như đã dừng hình. Nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được sự khủng bố trong nhát đao của Mạc Sơn Hà, trước mặt chủ nhân bút đại đạo, Mạc Sơn Hà, tay cầm cây đao hư ảo đã siết chặt, đao ý và đao thế khủng bố tỏa ra quanh người y, vết rạn ở thời không xung quanh càng ngày càng to, tuy nhiên, lại vẫn không thể vào được tí nào. Một loại phép tắc đại đạo mà y chưa từng thấy chống lại mọi đao ý và đao thế của y. Chém! Mạc Sơn Hà đột nhiên hô lớn, một tay cầm đao đổi thành hai tay. Y bỗng vung đao lên, sau đó hung hăng chém về phía chủ nhân bút đại đạo. Răng rắc, vừa hạ đao xuống, những nơi đao đi qua, thời không đó đã bị ép xé nát ra. Song chẳng mấy chốc, y cảm thấy lúc đao của mình còn cách chủ nhân bút đại đạo nửa trượng thì như bị kẹt lại, không thể tiến thêm nữa. Bản thân Mạc Sơn Hà ngơ ngác. Chủ nhân bút đại đạo lại quét một cái. Âm, hàng ngàn loại đao đạo vỡ nát ầm ầm, cả người Mạc Sơn Hà bị đánh bay đi. Sau khi Mạc Sơn Hà dừng lại, những đao ý và đao thế ngưng tụ quanh người y lại vỡ tan lần nữa, nhưng chẳng mấy chốc, y lại ép buộc ngưng tụ, xong vừa ngưng tụ đã vỡ tan tiếp. Mạc Sơn Hà ngơ ngác, y lại ép buộc ngưng tụ, xong, tiếp tục vỡ tan, y cứ ngưng tụ, nhưng nháy mắt đã vỡ. Cứ lặp đi lặp lại hàng chục lần, y vẫn chưa thể ngưng tụ lại đao ý và đao thế đã tiêu tan. Đại đạo áp chết. Hai tay Mạc Sơn Hà nắm chặt. Sắc mặt trắng bệch như giấy, y ngẩng đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo, chủ nhân bút đại đạo cười nói, ngươi không tệ, nhưng vẫn hơi non. Mạc Sơn Hà hít một hơi thật sâu, hai tay y bỗng nắm chặt, hai cây đao hư ảo ngưng tụ trong hai tay y nắm chặt hai cây đao hư ảo, những đao ý và đao thế đã bị đánh tan lại ngưng tụ, nhưng chẳng mấy chốc, chúng bắt đầu tiêu tan từng chút một. Vẻ mặt Mạc Sơn Hà dữ tợn, hô một tiếng, một đao mang đáng sợ đột nhiên xông lên trời. Đi thẳng tới vực sâu của không gian sâu. Những đao thế và đao ý vốn đã vỡ nát bỗng ngưng tụ, nhưng lần này, lại ngưng tụ hoàn toàn, không tan nát nữa. Chủ nhân bút đại đạo nở nụ cười, được đấy. Mạc Sơn Hà nhìn chủ nhân bút đại đạo, ta không đánh thắng ông được. Chủ nhân bút đại đạo, có thể phá vỡ đại đạo áp chế của ta, người đã rất xuất sắc rồi. Đi với ta đi, tương lai rộng mở. Mạc Sơn Hà lại lắc đầu. Chủ nhân bút đại đạo, sao thế? Mạc Sơn Hà quay đầu nhìn Diệp Quân, hơi ngại ngùng nói, Diệp huynh, ta vốn muốn làm mầu, nào ngờ, lại thành trò cười. Diệp Quân khẽ cười nói, Mạc huynh rất mạnh, không ai dám cười huynh. Mạc Sơn Hà cười nói, xem ra, vẫn phải tiếp tục khiêm tốn khiêm tốn. Nói rồi, sắc mặt y hơi phức tạp. Sau khi đại đạo của y hoàn thành, cả đời cũng chỉ từng đánh nhau với hai người, một là kẻ kỳ quái kia. Một vị nữa là chủ nhân bút đại đạo. Từng luồng khí tức đáng sợ lan đến từ tứ phía. Diệp Quân cau mày. Chỉ thấy một tia sáng vàng vạn trượng bỗng tỏa ra từ bầu trời đằng xa, sau đó mấy chục người bước ra, những người này đều mặc đồ đen, thân hình cao lớn, cả người được bao phủ trong chiếc áo choàng đen hệt như những bóng ma. Sau khi họ xuất hiện, từng tia tử khí kỳ lạ bỗng lan ra từ không trung. 42 người. Đều là cảnh giới phá hư. Tộc Tử Linh, Toại Cổ Kim bên cạnh Diệp Quân cau mày, ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Diệp Quân nhìn Toại Cổ Kim trầm giọng nói, thời đại ở ngoại giới có vài đại tộc cổ xưa, tộc Tử Linh này xếp thứ hai, họ là bá chủ siêu cấp xứng danh vào lúc đó. Diệp Quân nói, còn xếp thứ nhất thì sao? Toại Cổ Kim nói, vị kỳ nhân đó, bản thân ông ta là một tộc là vô địch. Diệp Quân gật đầu, hắn nhìn về phía tộc Tử Linh, sau khi họ đến. Thời không phía sau họ đã bị tử khí khủng khiếp đó bao phủ, sau đó hình thành nên tử vực, hắn thấy không gian của tử vực đã bị ăn mòn hoàn toàn. Thấy trận thế như vậy, Mạc Sơn Hà cũng nhíu mày. Y bỗng nhận ra chuyện này có gì đó không ổn, không giống vòng xoáy bình thường.
Chủ nhân bút đại đạo quay lại nhìn đám người Phạn Thiên cách đó không xa, cười nói, đừng lãng phí thời gian với tên này, lấy hết át chủ bài ra đây. Phạn Thiên nhìn chủ nhân bút đại đạo, sau đó vung tay lên. 16 khí tức đằng sau ông ta bỗng cuồn cuộn lao đến, thoáng chốc 16 cường giả xuất hiện phía sau Phạn Thiên. Đều là cảnh giới phá hư. Phía sau Đạo Tiêu cũng xuất hiện 13 cường giả cảnh giới phá hư. Hai bên cộng lại, kể cả Đạo Tiêu, Phạn Thiên và Quốc Sư thì cũng có đến hơn 30 cường giả cảnh giới phá hư. Trận chiến ở cấp bậc này ngoài cường giả cảnh giới phá hư, các cường giả còn lại đến đều không có ý nghĩa gì. Thấy các cường giả đều đã ra, chủ nhân bút đại đạo quay đầu nhìn Toại Cổ Kim, cười nói, đến cô rồi. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, ngay cả tộc tử Linh cũng có thể gọi đến, phải nói là bất ngờ đấy. Ban đầu tộc tử Linh chỉ nghe theo vị kỳ nhân đó, sau khi vị kỳ nhân đó biến mất, tộc tử Linh cũng biến mất, không ai biết họ đã đi đâu. Nhưng bây giờ chủng tộc đáng sợ này lại được chủ nhân bút đại đạo gọi đến. Chủ nhân bút đại đạo bật cười, chẳng phải tộc tử Linh là át chủ bài cuối cùng của cô sao? Chủ nhân bút đại đạo cười nói, bây giờ ta khá tò mò về chiêu cuối của cổ. Diệp huynh, ngay lúc này một giọng cười bỗng vang lên. Nghe thế, Diệp Quân nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông chậm rãi đi đến. Người đến chính là cựu thần. Nhìn thấy cựu thần, Diệp Quân hơi ngạc nhiên, huynh. Cựu thần bật cười nói, nghe nói đệ gặp rắc rối nên ta đến đây. Diệp Quân lại lắc đầu, huynh đi đi. Cựu thần giả vờ không vui, chê thực lực ta yếu à? Diệp Quân cười nói, huynh biết ta không có ý này mà. Cựu thần khế cười, ta nợ ơn đệ, phải giúp đệ chứ. Diệp Quân trầm giọng nói, lần sau đi. Cựu thần lại lắc đầu. Diệp Quân còn định nói gì nữa, cựu thần bỗng nhìn đại điện phía xa, Diệp huynh, đệ biết đây là nơi nào không? Diệp Quân nói, nơi vị kỳ nhân đó dựng nên. Cựu thần nhìn đại điện đó, không vào được. Diệp Quân quay người nhìn đại điện đó, trong đại điện có sức mạnh phong ấn bí ẩn, sức mạnh phong ấn bí ẩn đó vô cùng khủng khiếp, đao thế và đao ý đáng sợ của Mạc Sơn Hà trước đó lại không thể lay chuyển được. Cựu thần bỗng nói, muốn vào trong xem thử không? Diệp Quân hơi ngạc nhiên nhìn cựu thần. Cựu thần cười nói, đi. Nói rồi y đi về phía đại điện. Diệp Quân do dự, sau đó đi theo. Thấy thế Đạo Tiêu nhíu mày, vừa định ra tay nhưng lại bị chủ nhân bút đại đạo ngăn lại. Cựu thần và Diệp Quân đi về phía đại điện, sắp đến gần đại điện, sức mạnh bí ẩn bao phủ lấy hai người. Sắc mặt Diệp Quân lập tức thay đổi, nhưng sau đó hắn sửng sốt, vì hắn nhận ra sức mạnh đó đột nhiên biến mất không dấu vết. Diệp Quân ngờ vực, hắn quay đầu sang nhìn cựu thần bên cạnh. Cựu thần nhìn đại điện phía đằng xa, vẻ mặt khá bình tĩnh, y đi tiếp về phía trước. Diệp Quân đi theo bên cạnh y, chủ nhân bút đại đạo ở phía sau họ nhìn cựu thần, bật cười. Nhưng đám người Phạn Thiên bên cạnh ông ta lại đầy vẻ khó hiểu. Quốc sư nhìn chằm chằm hai người Diệp Quân, truyền huyền khí cho Phạn Thiên, e là chuyện này có sự cổ. Phạn Thiên bình tĩnh nói, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Quốc sư quay đầu lại nhìn Phạn Thiên, ông ta biết Phạn Thiên đang giấu ông ta vài chuyện. Ánh mắt Đạo Tiêu rực lửa. Ông ta không thể kiềm chế được nữa định ra tay, nếu có thể đạt được hư thời không này, tu vi của ông ta nhất định có thể tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể tiến thêm một bước trở thành một người ngoại giới trong truyền thuyết. Ánh mắt Phạn Thiên cũng rực lửa, nhưng ông ta vẫn rất bình tĩnh, vì hôm nay còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Chủ nhân bút đại đạo trước giờ vẫn luôn bình tĩnh, ánh mắt ông ta luôn nhìn chằm chằm Diệp Quân và cựu thần. Lúc này Diệp Quân có cảm giác mình tiến vào một thời không vô cùng kỳ lạ. Hắn có thể cảm nhận được rõ mọi thứ xung quanh đều là hư ảo, cảm giác này cực kỳ vi diệu, khiến hắn cảm thấy hơi hoang mang. Lẽ nào thế giới này là ảo thật sao? Diệp Quân dừng bước, hắn nhắm mắt lại, quan sát xung quanh bằng tâm, nhưng kết quả vẫn là hư ảo. Cảm giác đó giống như nhìn ảnh trong gương nhưng ngươi sẽ biết rõ mọi thứ phản chiếu trong gương đều là ảo, nó thực sự tồn tại nhưng không tồn tại trong gương. Cảm giác hiện giờ của hắn là như thế. Thời không nơi hắn đứng như trong gương vậy, cũng là giả. Hắn vốn dĩ không có khái niệm gì về thực và ảo, nhưng bây giờ thông qua thời không đặc biệt này, hắn đã hiểu được. Lúc này cựu thần bỗng nói, Diệp huynh. Diệp Quân không suy nghĩ nữa, nhìn cựu thần cười nói, chúng ta vào thôi. Diệp Quân nhìn cựu thần, huynh không cảm thấy thời không này kỳ quái sao?
Cựu thần mỉm cười nói, vẫn ổn. Diệp Quân. Cựu thần nhìn cánh cửa đại điện, mở. Vừa dứt lời, cánh cửa đại điện chậm rãi mở ra. Diệp Quân. Cựu thần bước vào trong đại điện. Diệp Quân cũng đi theo. Lúc này Đạo Tiêu đã không thể nhịn được nữa, ông ta lao thẳng tới, nhưng vừa đến gần đại điện thì bị một luồng sức mạnh chặn lại. Đạo Tiêu sửng sốt, ngay sau đó ông ta lại lao tới, nhưng vừa đến gần hư thời không đặc biệt đó thì bị một sức mạnh đáng sợ làm cho chấn động liên tục lùi về sau cả mấy chục vạn trượng. Sau khi dừng lại, sắc mặt Đạo Tiêu trở nên vô cùng khó coi. Chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn ông ta, có vài thứ không phải của ngươi, có cưỡng cầu cũng vô dụng thôi. Đạo Tiêu trầm giọng nói, chúng ta cứ thế nhìn chúng vào trong à. Đánh chết chúng. Chủ nhân Bút Đại Đạo quay đầu nhìn Đạo Tiêu, ngươi nhớ kỹ cho ta, bắt đầu từ bây giờ ngươi câm miệng cho ta, đừng nói bất kỳ điều gì, nếu không thì đừng trách ta không nể tình. Mẹ nó chứ. Bây giờ ông ta nghĩ tới Thương Hồng Y trước kia bị người phụ nữ kia lừa gạt, hiện giờ dĩ nhiên ông ta sẽ không cho phép chuyện này xảy ra lần nữa. Vừa nghĩ đến người phụ nữ đó, ông ta tức muốn nổ phổi. Nghe chủ nhân Bút Đại Đạo nói thế, sắc mặt Đạo Tiêu hơi khó coi nhưng không dám nói gì thêm. Trước đó mặc dù ông ta hơi kiêng dè chủ nhân Bút Đại Đạo, nhưng cũng không sợ hãi, thế nhưng sau khi nhìn thấy chủ nhân Bút Đại Đạo ra tay, ông ta mới nhận ra, hình như mình đã đánh giá thấp người này rồi. Hơn nữa người này còn có thể mời được tộc tử linh đến. Chủ nhân Bút Đại Đạo lại cảnh cáo nhìn Đạo Tiêu, sau đó nhìn đại điện đó, Diệp Quân đi theo cựu thần vào bên trong. Trong đại điện trống không, chỉ có một cái đệm cói được đặt ở chính giữa đại điện. Diệp Quân hơi khó hiểu. Cựu thần nhìn đệm cói đó, ta đến rồi. Không có ai đáp lời. Nhưng cựu thần lại nói, Diệp huynh, ta có chút việc riêng cần phải xử lý. Sắc mặt Diệp Quân bỗng thay đổi. Vì hắn bỗng cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ xung quanh. Cựu thần nhìn Diệp Quân, đi mau. Diệp Quân không do dự lập tức ra khỏi đại điện. Sau khi ra khỏi đại điện, cánh cửa đại điện đã đóng lại. Diệp Quân khá ngạc nhiên nhìn đại điện trước mặt. Chủ nhân Bút Đại Đạo bật cười, nào, trước cứ mặc kệ chúng ta giải quyết chuyện của chúng ta trước đã. Diệp Quân xoay người nhìn chủ nhân Bút Đại Đạo, chủ nhân Bút Đại Đạo cười nói, Phản Thiên, Đạo Tiêu, lấy át chủ bài cuối cùng của các ngươi ra đi. Vừa dứt lời, cơ thể họ bỗng trở nên hư ảo. Chẳng bao lâu, thời không họ đang đứng bỗng bắt đầu sôi sục, ngay sau đó cơ thể hư ảo ban đầu của họ dần ngưng tụ lại. Toại Cổ Kim nhìn hai người, bản thể của họ đến rồi. Bản thể. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ hai người đó lại không phải là bản thể. Toại Cổ Kim nói, họ đều là đệ tử của kỳ nhân đó, nhất là Phản Thiên, là đại đệ tử của vị kỳ nhân kia. Thực lực của ông ta không phải là cảnh giới phá hư, mà là cảnh giới bán bộ ngoại giới. Bán bộ ngoại giới. Quả nhiên, sau khi bản thể của Phản Thiên xuất hiện, một luồng khí tức mạnh hơn cả khí tức của Mạc Sơn Hà trước đó bỗng lan ra xung quanh. Chủ nhân Bút Đại Đạo bỗng chỉ vào Diệp Quân, đánh tên này cho ta, đánh hắn trước, đánh đến chết. Mấy chục khí tức đáng sợ bỗng lao về phía Diệp Quân, lúc Diệp Quân vừa định ra tay thì lại bị Toại Cổ Kim kéo lại. Toại Cổ Kim nhìn hắn, người đang nghĩ gì thế? Diệp Quân hơi khó hiểu, nghĩ gì là nghĩ gì? Toại Cổ Kim nhìn hắn, người nghĩ người đánh thắng được nhiều người thế sao? Diệp Quân. Toại Cổ Kim quay đầu lại nhìn chân trời, khế nói, đến rồi. Bùi. Một tiếng kiếm vang lên khắp không trung. Ngay sau đó một tia kiếm quang đột nhiên xé nát thời không, sau đó một người phụ nữ mặc váy đen chậm rãi bước ra. Nhìn thấy người đến, Diệp Quân sửng sốt, Diệp Thanh Thanh. Thế nhưng vẫn chưa hết, chỉ thấy còn một người phụ nữ đồ trắng đi bên cạnh Diệp Thanh Thanh. Đồ. Thấy những người đó, Diệp Quân nhất thời ngạc nhiên. Hắn quay đầu nhìn Toại Cổ Kim, cô chưa từng bàn bạc với ta. Toại Cổ Kim nói, ngươi không gánh nổi, cũng không nên gánh, và lại, chủ nhân Bút Đại Đạo cũng có thể gọi người, tại sao ngươi lại không thể gọi người chứ? Dù không gọi đám người cô của ngươi, nhưng cũng phải gọi những trưởng bối khác trong nhà chứ, chắc là không có vấn đề gì nhỉ? Diệp Quân lắc đầu cười một tiếng, được thôi. Khi thấy những người đó xuất hiện, nụ cười trên mặt chủ nhân Bút Đại Đạo cứng đờ ra. Mẹ kiếp, ông ta không ngờ rằng Toại Cổ Kim lại đi thông báo với những người này. Thảo nào lại không sợ. Mọi người xung quanh nhìn những người này với ánh mắt nghi ngờ, bọn họ phát hiện rằng,
cảnh giới của những người này đều không lộ rõ, trông rất quỷ dị. Lúc này, Đạo Tiêu đột nhiên nhìn Tiểu Bạch trên bả vai Nhị Nha, ánh mắt ông ta nóng rực, đây là linh tổ. Hơn nữa còn là một linh tổ không giới hạn. Không giới hạn. Chính là loại linh tổ linh khí không giới hạn chỉ có trong truyền thuyết. Linh tổ không giới hạn nghĩa là thế nào chứ? Tất cả mọi người đều hiểu. Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Tiểu Bạch, đôi mắt không giấu được khát vọng và tham lam. Đến cả Phạn Thiên cũng lộ ra sự tham lam trong ánh mắt. Loại linh tổ này có thể thấy chứ không thể có được. Mọi người đều đang tính kế làm sao để giành được linh tổ này. Này, Tiểu Quân Tử. Ngay lúc này, ở phía chân trời, giọng của Nhị Nha đột nhiên vang lên. Diệp Quân. Nhị Nha nhìn Diệp Quân, cười nói, đã lâu không gặp. Trên bả vai cô bé, Tiểu Bạch giơ móng vuốt nhỏ về phía Diệp Quân như đang chào hỏi. Diệp Quân cười nói, Nhị Nha, Tiểu Bạch, đã lâu không gặp. Nói xong, hẳn nhìn về phía An Nam Tịnh bên cạnh Nhị Nha và Tiểu Bạch, cung kính hành lễ An tiền bối. Theo xưng hô thì nên gọi là bà, nhưng gọi như vậy không được hay cho lắm nên cứ trực tiếp gọi tiền bối đi. An Nam Tịnh nhìn Diệp Quân, sau đó, ánh mắt bà ấy dừng lại trên người Toại Cổ Kim. Chỉ cần liếc mắt một cái, Toại Cổ Kim đã cảm thấy rùng mình, nhưng cô ta vẫn rất bình tĩnh. An Nam Tịnh thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn ba người Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh cũng nhìn bà ấy, không nói gì. Hai bên chưa bao giờ giải quyết xong xuôi. Mộ Niệm Niệm thản nhiên cười, An cô nương, đã lâu không gặp. An Nam Tịnh khẽ gật đầu, coi như chào hỏi. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân cách đó không xa, thấy Diệp Quân nhìn mình, vẻ mặt Diệp Quân nhất thời thay đổi, hắn thật sự rất sợ Thanh Thanh cô. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân, sau đó nhìn Toại Cổ Kim bên cạnh hắn. Diệp Thanh Thanh nhìn Toại Cổ Kim, nói, được lắm, lại có thêm một đứa cháu dâu rồi. Diệp Quân. Toại Cổ Kim nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo chó, đã lâu không gặp. Vẻ mặt chủ nhân bút đại đạo đột nhiên tối sầm lại, Diệp Thanh Thanh, người nói nàng ý tứ chút được không? Diệp Thanh Thanh nói, được thôi, đại đạo chó. Mọi người. Chủ nhân bút đại đạo không quan tâm tới bà ấy nữa. Vì ông ta biết, cãi vã với người phụ nữ này thì chỉ có đường thua. Diệp Thanh Thanh nhìn những cường giả cấp cao sau lưng chủ nhân bút đại đạo chó, ta nói này, ngươi có thôi đi không? Ngươi đã làm chuyện này. Từ thời ca ca ta tới bây giờ rồi, ngươi không thấy mệt sao? Chủ nhân bút đại đạo cười nói, cách mạng chưa thành công, ta sao có thể mệt? Diệp Thanh Thanh giơ ngón cái, đại đạo chó, ngươi thật là kiên nhẫn. Vẻ mặt chủ nhân bút đại đạo đen như than, thấy tòa đại điện bên cạnh Diệp Thanh Thanh, ông ta nhíu mày. Diệp Thanh Thanh cũng nhìn tòa đại điện, bà ấy nheo mắt, kiếm trong tay hơi run lên. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên cười nói, ta không ngờ toại cô nương này lại gọi các người tới đây, nhưng mà các người tới hình như cũng vô ích. Diệp Thanh Thanh đột nhiên biến mất, vẻ on một luồng kiếm quang đột nhiên chém thẳng vào chủ nhân bút đại đạo. Một nhát kiếm này vừa chém xuống. Thời không trong sân đột nhiên cũng bị vỡ ra. Hơn nữa nó còn bị xé nát một cách dễ dàng. Chủ nhân bút đại đạo phất tay áo, sức mạnh đại đạo ngút trời xông ra, nháy mắt đã ngăn được một nhát kiếm này của Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh lại nâng kiếm lên chém thêm một nhát nữa. Phanh! Sức mạnh đại đạo trước mặt chủ nhân bút đại đạo lập tức vỡ tan. Mà ngay lúc này, chủ nhân bút đại đạo lại đưa tay đấm ra một quyền. Phanh! Diệp Thanh Thanh không nói dòng dài, đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang màu xanh vạn trượng phóng thẳng tới chỗ chủ nhân bút đại đạo. Một luồng kiếm này vừa phóng ra, thời không nơi bà ấy và chủ nhân bút đại đạo đang đứng vốn đã được khôi phục lại đột nhiên nổ tung. Trường kiếm lướt qua, phá tan mọi thứ. Đằng xa, chủ nhân bút đại đạo không hề sợ hãi, ông ta bước lên phía trước một bước, giơ tay đánh ra một quyền, vừa mới đánh, một sức mạnh đại đạo thần bí xuất hiện. Trong nháy mắt đã chân áp kiếm quang của Diệp Thanh Thanh cách đó vài bước chân. Ánh mắt Diệp Thanh Thanh trở nên hung dữ, bà ấy đột nhiên bay lên trời, hai tay cầm kiếm chém một nhát về phía trước. Xoạt! Một âm thanh sắc bén đột nhiên vang lên trong đất trời, ngay sau đó, sức mạnh đại đạo thần bí kia của chủ nhân bút đại đạo lại vỡ tan, trường kiếm lao thẳng tới chém về phía chủ nhân bút đại đạo, mà khi kiếm cách đầu chủ nhân bút đại đạo một đoạn. Một luồng sức mạnh đáng sợ đột nhiên phóng ra từ cơ thể ông ta, chỉ trong nháy mắt, Diệp Thanh Thanh đã bị luồng sức mạnh này đánh bay về chỗ cũ.
trong đất trời tràn ngập kiếm quang. Đằng xa, quanh người chủ nhân bút đại đạo tỏa ra khí tức đại đạo cực kỳ kinh khủng. Sức mạnh của luồng khí tức này đã vượt qua cảnh giới phá hư. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong sân đều hoảng sợ, đặc biệt là Mạc Sơn Hà kia, lúc này y mới phát hiện rằng, người này còn mạnh hơn y nghĩ. Mẹ kiếp! Mạc Sơn Hà không khỏi nhìn Diệp Quân cách đó không xa, trong đầy nghĩ con người Diệp Quân hơi không đứng đắn. Sau này chung sống phải cẩn thận hơn mới được. Diệp Quân cầm kiếm Thanh Huyên, hắn chăm chú nhìn chủ nhân bút đại đạo và Diệp Thanh Thanh đằng xa, trực giác mách bảo hắn, chủ nhân bút đại đạo vẫn chưa dùng thực lực thật sự. Người này che giấu quá kỹ. Tính toán cũng rất kỹ. Chuyện hôm nay không đúng lắm. Vì sau khi thấy đám người Diệp Thanh Thanh cô xuất hiện, chủ nhân bút đại đạo này lại không hề hoảng hốt. Chẳng lẽ đối phương đã đoán được từ trước rồi sao? Bên cạnh hẳn, Toại Cổ Kim dường như hiểu ý hắn, đột nhiên nói, chắc ông ta đã sớm đoán được rồi, ông ta còn có quân bài khác. Nói xong, cô ta nhíu mày. Diệp Quân mỉm cười nói, không cần phải lo. Toại Cổ Kim nhìn Diệp Quân nhìn chân trời, bình tĩnh nói, trưởng bối trong nhà đều ở đây, ta sợ cái gì? Toại Cổ Kim. Diệp Quân quả thật không sợ, những trưởng bối trong nhà đều không hề đơn giản. Hắn đột nhiên phát hiện rằng, làm vua dựa dẫm hình như cũng rất thú vị. Ngay tại lúc này, Nhị Nha không biết đã đến bên cạnh hắn từ lúc nào, Diệp Quân nhìn Nhị Nha lại không quan tâm tới hắn, mà đang đánh giá Toại Cổ Kim, sau đó còn sờ bụng Toại Cổ Kim, trai hay gái. Toại Cổ Kim. Tiểu Bạch cũng tò mò sờ bụng Toại Cổ Kim, đôi mắt to tròn lanh lợi tràn đầy hiếu kỳ. Nhị Nha đột nhiên nói, nếu là con trai thì để nó theo ta, còn nếu là nữ thì để nó theo Tiểu Bạch, chúng ta sẽ dạy bảo nó, không cần đến tháp ra đâu. Diệp Quân cười nói, người muốn chơi phải không? Nhị Nha lắc đầu nguây nguẩy, không không, chúng ta sẽ dạy đứa bé thật tốt. Diệp Quân lắc đầu, ta tin ngươi mới lạ. Nếu thật sự để đứa bé cho Nhị Nha và Tiểu Bạch, nhất định sẽ dạy ra một bá vương vô địch thiên hạ. Lần này Nhị Nha và Tiểu Bạch có thể ra ngoài cũng không dễ dàng gì, họ đã cọ sát rất lâu, thảo luận một chút thì biết một chuyện, nếu thật sự muốn tự do tự tại, vô lo vô nghĩ thì chỉ có thể làm như Tháp Gia, ra ngoài chăm con. Nhìn xem, Tháp Gia tự do tự tại biết bao. Du ngoạn khắp nơi, phiêu du khắp trốn, cũng không ai thèm quan tâm. Tháp Gia, Toại Cổ Kim nhìn Nhị Nha và Tiểu Bạch trước mặt, nở một nụ cười, cô ta đưa tay ra định sờ Tiểu Bạch. Nhưng Tiểu Bạch lại giơ móng vuốt lên chặn tay cô ta, nó trừng mắt nhìn, móng trái quơ quơ, không biết là có ý gì. Toại Cổ Kim khẽ mỉm cười, sau này thân rồi thì có thể sờ ngươi phải không? Nghe vậy, Diệp Quân đột nhiên hoảng sợ, cô hiểu được ngôn ngữ của nó sao? Nhị Nha cũng hiếu kỳ nhìn Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, không phải là rất dễ hiểu sao? Diệp Quân hơi xấu hổ. Hắn không ngờ Toại Cổ Kim này lại hiểu được ngôn ngữ của Tiểu Bạch. Nhị Nha đột nhiên nói, Tiểu Quân Tử, ta có một lời này, người có muốn nghe không? Diệp Quân do dự một chút, sau đó nói, ta có thể không nghe không? Không thể. Nhị Nha nhìn Diệp Quân, thực lực của ngươi tăng lên rất chậm, ta quyết định tới đích thân dạy bảo ngươi, nhưng ông nội ngươi nhất định sẽ không đồng ý, thế nên, chuyện này ngươi phải nói với ông nội ngươi hiểu chưa? Nhị Nha lại rất nghiêm túc, cảm thấy cách này rất khả thi. Nếu là người khác, chắc chắn Dương Ca sẽ tức giận, nhưng cô bé biết, Dương Ca cực kỳ thích đứa cháu bảo bối này, chỉ cần đứa cháu bảo bối này nhắc tới, đảm bảo Dương Ca sẽ không giận, đương nhiên, có khả năng sẽ bị đánh cho một trận, nhưng không quá nặng đâu. Cô bé càng nghĩ càng thấy chuyện này đáng tin, sau đó không khỏi cười hì hì, cô bé và Tiểu Bạch cuối cùng cũng có thể đi chơi khắp nơi rồi. Diệp Quân không từ chối. Vì hắn biết, nếu bây giờ không đồng ý với Nhị Nha này, e là Nhị Nha sẽ gây rắc rối mất. Cứ dùng kế hoãn binh trước đi. Sau khi xoa dịu Nhị Nha xong, hắn nhìn chủ nhân bút đại đạo và Diệp Thanh Thanh ở nơi xa, Diệp Thanh Thanh lại chém một kiếm về phía chủ nhân bút đại đạo. Kiếm đạo của Diệp Thanh Thanh cũng giống như tính cách bà ấy, đơn giản, thô bạo, nhưng lại chứa sức mạnh khủng bố vô cùng. Chủ nhân bút đại đạo vẫn đứng yên như núi, dù kiếm đạo của Diệp Thanh Thanh mạnh, nhưng vẫn không thể làm gì được ông ta. Đại đạo của ông ta rất thần bí, mọi người ở đó đều chưa từng thấy, nhưng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của nó, mấy cường giả đã rời xa khỏi khu vực này, hoàn toàn không dám tới gần. Cạnh Diệp Quân,
Toại cổ kim nhìn chằm chằm vào chủ nhân bút đại đạo ở nơi xa, trong âm thanh lộ vẻ nghiêm trọng, có lẽ đạo của ông ta là đạo ngoài đại đạo trong truyền thuyết. Diệp Quân quay đầu nhìn Toại cổ kim, đạo ngoài đại đạo. Toại cổ kim gật đầu. Diệp Quân quay đầu nhìn nhị nha, người biết không? Nhị nha lấy ra một xiên hồ lô rồi liếm láp, sau đó nói, không biết. Diệp Quân. Nhị nha nhìn chằm chằm vào chủ nhân bút đại đạo ở nơi xa, cho dù ông ta là đạo gì, hôm nay cũng phải nện ông ta. Tiểu Bạch cũng vung chân, khuôn mặt hung dữ, nhưng cho dù hung dữ, trông cũng cực kỳ đáng yêu. Ầm ầm. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang đỉnh tai nhức óc, tiếp đó, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối thui, thì ra khu vực mà bọn họ nhìn thấy đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Lúc này cả giới vực bắt đầu tan tành. Giới vực này, đã không thể chịu được sức mạnh của hai người nữa. Kiếm quang của Diệp Thanh Thanh như mưa, chém hết nhát này tới nhát khác về phía chủ nhân bút đại đạo, nhưng chủ nhân bút đại đạo vẫn đứng yên như núi, ngăn cản mọi kiếm quang của bà ấy, đồng thời phá hủy chúng. Kiếm của Diệp Thanh Thanh hoàn toàn không thể khiến ông ta lay động. Còn lúc này, An Nam Tịnh và đám người Đồ đều đang nhìn trận đấu của hai người. Cạnh Đồ, Mộ Niệm Niệm đột nhiên nói, đạo của ông ta. Có vẻ là đạo ngoài đại đạo, nhưng thật ra lại chứa vô số loại đạo. Đồ nói, nguồn gốc của đạo. Mộ Niệm Niệm gật đầu, nguồn gốc của mọi đạo, nếu đánh bại ông ta, chỉ có vượt qua nguồn gốc này, hoặc là một đạo căn nguyên khác. Đồ nhìn chằm chằm vào chủ nhân bút đại đạo, ông ta giấu mục đích của mình rất sâu. Mộ Niệm Niệm gật đầu, nghĩ từ góc độ khác, thật ra ông ta chưa từng che giấu mục đích của ông ta. Đồ quay đầu nhìn Mộ Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm khẽ cười nói, cả đời ông ta đều đang làm một chuyện, đó là đối phó với nhà họ Dương, rất rõ ràng, nhà họ Dương đã gây trở ngại cho ông ta. Đồ nhẹ giọng nói, ý của ngươi là. Mộ Niệm Niệm gật đầu, đúng vậy. Đồ cau mày. Mộ Niệm Niệm nói, đây không phải là cuộc chiến tranh giành đại đạo bình thường, đây là ngươi sống ta chết thật sự, trừ khi ông ta thua, không thể cầu mong gì nữa, nếu không, cuộc chiến này sẽ kéo dài mãi mãi. Nói rồi, bà ấy nhìn chủ nhân bút đại đạo ở nơi xa, thay vì nói ông ta đang đấu với chúng ta, không bằng nói là ông ta đang đấu với bản thân, thật ra, người thật sự đưa mình vào cuộc chơi là ông ta. Đồ nói, nếu ông ta thật sự sụp đổ, sẽ thế nào? Mộ Niệm Niệm nhẹ giọng nói, vậy ông ta thật sự sẽ làm gì tùy thích thôi. Đồ nói, bọn họ sẽ không để ông ta thắng đâu. Mộ Niệm Niệm gật đầu, không có gợi ý của thằng nhóc này. Cô nương kia cũng không dám mang thai, càng không dám dùng chuyện đó để lợi dụng đứa bé này. Đồ lập tức cau mày. Mộ Niệm Niệm nói, có phải không mong hắn trở nên xảo quyệt như vậy không? Đồ gật đầu. Mộ Niệm Niệm khế gật đầu, ta lại cảm thấy không có gì không tốt, làm người, chỉ cần xứng đáng với lương tâm của mình là được. Hơn nữa, mặc dù thằng nhóc này trông như có tam kiếm làm chỗ dựa vững chắc, nhưng hắn hiểu rõ hơn ai hết. Chủ nhân bút đại đạo còn hy vọng hắn gặp khó khăn là gọi tam kiếm hơn cả chính hắn. Do đó, hắn chỉ có thể dốc toàn lực để kéo dài thời gian cho mình, hiển nhiên là không dựa vào thực lực được, cho nên chỉ có thể dựa vào mưu trí. Đồ nói, sẽ không mất đi ý định ban đầu chứ. Mộ Niệm Niệm khẽ cười nói, sẽ không. Đồ nhìn Diệp Quân, ý ngươi là, thằng nhóc này luôn giữ vững ý định ban đầu của mình. Mộ Niệm Niệm gật đầu, phải. Hắn đang giữ vững ý định ban đầu và giới hạn của mình, ví dụ như hợp tác với toại cô nương này, mặc dù bán thân thể mình đi, nhưng ta tin, giữa bọn họ chắc chắn còn có cơ sở tình cảm, cho dù không có cơ sở tình cảm, khẳng định cũng có cảm tình với nhau. Đồ bình tĩnh nói, cộng thêm hắn vốn đã háo sắc, cho nên, hắn làm thế thì trong lòng sẽ không có tí gánh nặng tâm lý nào, còn giới hạn, không thể có quá nhiều, một khi có quá nhiều, sẽ bị thiệt, không hòa trộn được, nhưng cũng không thể không có. Vừa đạt tiêu chuẩn là được, đúng không? Mộ Niệm Niệm cười nói, là lý lẽ này. Đồ nhìn toại cổ kim, cô nương ấy thì sao? Ánh mắt Mộ Niệm Niệm rơi vào người toại cổ kim, khế cười nói, thật ra thế gian rất khó có loại tình yêu thuần chất, tình yêu lý tưởng nhất của đa phần đàn ông là gì? Là cái loại mà cho dù hắn chẳng có gì, nhưng, phụ nữ vẫn quyết một lòng yêu hắn, không bỏ không rời khỏi hắn, chung tình không hai lòng, còn phụ nữ cũng vậy. Tình yêu lý tưởng nhất của phụ nữ là, cho dù cô ta không có dáng người không có dung mạo cũng không có đầu óc, nhưng, lại có một người đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền vừa chung tình yêu cô ta. Nói rồi,
Bà ấy khẽ lắc đầu, đầu là những ảo tưởng không thực tế. Đồ im lặng. Mộ Niệm Niệm nói tiếp, đàn ông yêu cái đẹp, đàn bà thích cái mạnh, đây là thiên tính, bọn họ ở cùng nhau, có cảm tình với nhau, nhưng, cơ sở của cảm tình này là hai người đều rất ưu tú. Khi một người phụ nữ trưởng thành chọn đàn ông, không phải luôn ưu tiên suy nghĩ đối phương là người thế nào, mà là năng lực của hắn sao, có thể nuôi sống cả nhà không, có thể cáng đáng chịu trách nhiệm được không. Còn khi một người đàn ông trưởng thành chọn vợ, sẽ luôn suy nghĩ trước xem người phụ nữ này có phải rất đẹp không. Còn chuyện cô ta có biết chăm lo việc gì, tình cảm cá nhân. Nói rồi, bà ấy khế cười, chỉ có đa phần người trẻ mới đặt tình cảm lên hàng đầu. Đồ nhìn Diệp Quân và Toại Cổ Kim đứng ở nơi xa, rất rõ ràng, hai người này có cảm tình với nhau, nhưng, trong đó cũng có sự trao đổi lợi ích với nhau. Đồ hơi lo lắng. Mộ Niệm Niệm cười nói, ngươi không cần lo, cô nương này có tâm tư khác, vì cô nương này vô cùng thông minh, cô ta biết làm thế nào mới có lợi cho mình nhất, cô ta rất rõ, bây giờ cô ta không mưu cầu gì cả, sẽ có mọi thứ, nhưng dám có một tí toan tính và lợi dụng, vậy nhất định sẽ là bỏ mẹ giữ con. Đồ hơi kinh ngạc, bà ấy quay đầu nhìn Mộ Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm nói, thật ra Tiểu Quân còn khó khăn hơn cha hắn, vì thiên mệnh cô nương chắc chắn còn bao dung với cha hắn hơn, nhưng thực ra sẽ không làm thế với Tiểu Quân, bà ấy đang giúp hắn, cũng là đang kiểm tra hắn, nếu tới cả người phụ nữ của mình mà hắn cũng không xử lý được, vậy thì sao hắn có thể tranh với chủ nhân bút đại đạo. Cho nên, nói tới đây, bà ấy tạm dừng, lại nói, đương nhiên. Loại tình huống đó chắc chắn sẽ không xảy ra, vì thằng nhóc này đủ thông minh, còn vị cô nương ấy cũng đủ khôn khéo, hai người minh mẫn ở với nhau, đều sẽ biết rõ nên làm chuyện gì, không nên làm chuyện gì, hơn nữa, sau khi phụ nữ có con chắc chắn sẽ trở nên khác biệt, loại chuyện như thần nhất, cả vũ trụ này cũng ít thấy nữa là. Đồ gật đầu, chuyện tình cảm riêng tư của thằng nhóc này, chúng ta không quản, để tự hắn xử lý đi. Suy cho cùng, bây giờ thằng nhóc này cũng lớn thật rồi. Trong lúc hai người đang nói chuyện quên cả trời đất, trận đại chiến bên kia vẫn tiếp tục. Diệp Thanh Thanh sử dụng chân hỏa, đường kiếm tung ra càng lúc càng tàn nhẫn khiến giới vực tan nát. Sức mạnh cấm chế không chịu nổi sức ép đến từ bà và chủ nhân bút đại đạo, nhưng đại điện kia vẫn sừng sững đứng đó, không hề suy xuyển. Diệp Quân không khỏi có chút lo lắng. Vì cựu thần vẫn còn ở trong đó. Nhưng trực giác hắn nói rằng y không sao. Hắn đã thử dùng thần thức đi thăm dò. Khổ nỗi còn chưa mon men đến gần đã biến mất. Nên thật sự không biết bên trong đang xảy ra những gì. Chợt nhận ra vị đại ca cựu thần này khá là bí ẩn, lòng hiếu kỳ của hắn bị khơi dậy. Trầm tư một hồi, hắn lại nhìn sang trận đại chiến. Khu vực đó đã bị bao trùm trong kiếm quang, không cho phép thần thức nào lại gần. Toại Cổ Kim cũng nhíu mày nhìn đại điện với vẻ khó hiểu. Cô ta có biết chút ít về cựu thần. Nhưng bây giờ mới ngẫm ra đối phương không hề đơn giản. Rồi cô ta cũng quay lại theo dõi trận đại chiến. Duyên. Chỉ thấy kiếm quang ở khu vực đó vỡ nát, Diệp Thanh Thanh và chủ nhân bút đại đạo cùng lui lại hơn nghìn trường. Kiếm ý và sức mạnh ý chí đại đạo ùa ra bốn phía như sóng chiều. Diệp Thanh Thanh dừng lại, kiếm ý ngập tràn bọc quanh thân. Bên kia, ánh mắt chủ nhân bút đại đạo tối đi. Ông ta vung tay. Đẩy lùi hàng loạt kiếm ý trong nháy mắt. Thấy trên tay phải mình có vết kiếm, ông ta lại phẩy phần một cái làm chúng biến mất. Diệp Thanh Thanh, người không làm gì được ta, có còn muốn đánh không? Diệp Thanh Thanh, đánh chứ, để ta đi mượn kiếm trước. Chủ nhân bút đại đạo tái mặt, lại nghe bà ấy nói, giỡn thôi. Chủ nhân bút đại đạo cạn lời. Ban nãy nghe mà sợ thật sự. Nếu người này thật sự đi mượn kiếm thì ông ta sẽ gặp nguy. Giao thủ một phen, Diệp Thanh Thanh cũng biết mình không giết được chủ nhân bút đại đạo. Bỗng An Ninh Tịnh nãy giờ vẫn im lặng lại bước ra. Chủ nhân bút đại đạo lại biến sắc, An cô nương à, cô là người biết phải trái mà. Ta ở đây nhưng chưa từng đụng gì đến thằng nhóc kia cả. An Ninh Tịnh chỉ nói, chỉ là muốn đánh ngươi thôi. Dứt lời thì biến mất, suýt TL. Tiếng xé rách vang lên khi một thanh trường thương thoát cái đã lao tới trước mặt chủ nhân bút đại đạo. Khiến ai nấy đều hãi hùng. Đặc biệt là nhóm Phạn Thiên. Cảnh giới gì thế này? Mạc Sơn Hà đứng gần Diệp Quân thấy cảnh này cũng kinh ngạc. Vãi! Cao thủ đâu ra nhiều dữ? Ai nấy đều sửng sốt. Chuyện gì thế này? Ngọn thương của An Ninh Tịnh lại nhòe đi.
nó không còn tồn tại trong thời không này nữa. Bỗng An Ninh Tịnh lại cầm thương đánh tới. Rắc, có tiếng thứ gì vỡ vụn vang lên, chỉ thấy thời không nơi chủ nhân bút đại đạo đang đứng nứt ra như một tấm gương mẻ. Ông ta vung tay, phù văn vàng chóe tuôn ra, mang theo sức mạnh khổng lồ va chạm với mũi thương. Duỳnh, sóng xung kích khiến giới vực vốn đã khôi phục một lần nữa sụp đổ, đồng thời đẩy những người khác ra xa. Diệp Quân và Toại Cổ Kim nhờ có Nhị Nha ngăn cho nên không bị gì. Toại Cổ Kim không khỏi kinh ngạc khi thấy cô gái bé nhỏ này làm điều đó dễ dàng như vậy. Nhị Nha quay lại, nói, ngươi chỉ cần sinh em bé, sau này có ta và Tiểu Bạch nuôi hội. Diệp Quân vừa mở miệng thì nghe Toại Cổ Kim đáp ứng, được. Làm hắn cứng đờ như tượng. Thôi nát, để Nhị Nha và Tiểu Bạch nuôi trẻ con, còn không bằng đưa Tháp ra nuôi. Nhị Nha nghe vậy thì cười he he đến là vui vẻ, Tiểu Bạch cũng hí hửng vung tay. Toại Cổ Kim lộ ra một nụ cười xinh đẹp, tuy hai người này trông không đáng tin lắm nhưng nếu được đi theo họ thì sẽ là phúc phận của đứa bé này. Cô ta chưa từng nghĩ đến việc để nó thừa kế vũ trụ quan huyên, bởi vì đây là một vòng xoáy khổng lồ mang theo nhân quả và phiền phức vô tận chứ không phải điềm lành gì. Nhưng nếu đi theo Nhị Nha và Tiểu Bạch, sau này có là ai lên làm viện trưởng thư viện thì cũng không động vào được một sợi tóc của đứa bé. Tuy thời gian tiếp xúc không lâu nhưng Toại Cổ Kim đã nhận ra địa vị của hai người này thông qua cách họ cư xử với Diệp Quân. Có âm thanh trầm thấp vang lên bốn phía. Toại Cổ Kim ngẩng đầu, thấy chủ nhân bút đại đạo bị thương mang chém bay đi hơn nghìn trượng. Tia thứ hai lập tức lao tới khi ông ta vừa đứng vững, đập nát số phù văn màu vàng. Chủ nhân bút đại đạo nhắm mắt, siết chặt hai nắm tay, gọi một chùm tia sáng vàng tuôn ra từ trong người. Duỳnh. An Ninh Tịnh trở về vị trí, đôi tay nhẹ nhàng vung thương. Thương thế vô hình túa ra nhào về phía chùm sáng. Chủ nhân bút đại đạo ngưng tụ chùm sáng vào nắm tay rồi tung cú đấm, ngăn lại mũi thương. Áp chế đại đạo. Nhưng trường thương lại tỏa ra thương mang đại đạo mới, chớp mắt lại lật ngược tình thế mà áp đảo lại bên kia. Cánh tay phải nứt ra, chủ nhân bút đại đạo lùi lại mấy nghìn trượng, hoảng hốt nói, ngươi. Ngươi rốt cuộc đã đến bước này. An Ninh Tịnh lạnh lùng không đáp. Chủ nhân bút đại đạo chợt cười phá lên, hay cho An Võ Thần. Bao năm qua ta đã xem nhẹ ngươi rồi. Lợi hại. An Ninh Tịnh vẫn im lặng, chỉ ném thương tới trước. Chủ nhân bút đại đạo cong ngón tay, gọi ra đạo mang hai màu đen trắng cản nó lại. An Ninh Tịnh biến mất tại chỗ, chỉ chớp mắt đã lao tới. Rầm. Ông ta bay véo ra ngoài trong ánh mắt kinh ngạc của người khác, sau đó bị nhấn chìm giữa một loạt bóng mờ. Bốp bốp bốp, tiếng nổ liên tục vang lên khi chủ nhân bút đại đạo ăn đòn bầm dập. Ai nấy đều xúc động ra mặt. Diệp Quân cũng sợ hết hồn, không ngờ An tiền bối lại đáng sợ đến thế. Toại Cổ Kim cũng không ngoại lệ, không nghĩ tới vị An cô nương này lại có thể hành hung chủ nhân bút đại đạo dữ dội đến vậy. Phản Thiên thấy hơi bị khó hiểu. Không tu cảnh giới đồng nghĩa với tu khác đạo với người thường, đã vậy một hai người thì thôi, đằng này cả nhà kéo nhau cùng làm. Vô lý. Nhưng lỡ là vậy thật thì sao? Ông ta nhíu mày. Sức mạnh của nhà họ Dương này có phần nằm ngoài dự đoán, nhưng càng đáng ngờ hơn là vũ trụ chủ lại không biết đến sự tồn tại của các cường giả này ư. Hay chẳng lẽ họ còn mạnh hơn cả vũ trụ chủ? Phản Thiên liếc nhìn Diệp Quân rồi không dám nghĩ thêm nữa, bởi có nghĩ cũng đã thành vô dụng. Thứ quyết định tất cả là nắm đấm. Hôm nay không phải ngươi chết thì chính là ta chết. Trận chiến giữa An Nam Tịnh và chú nhân bút đại đạo bên kia vẫn diễn ra vô cùng kịch liệt, với người trước nọc người sau ra đánh. Từng cú đấm và mũi thương của bà ấy đã đạt đến giới hạn cao nhất khiến ai nấy đều nghẹt thở. Đứng dưới võ đạo tuyệt đối này, người bình thường hẳn đã vỡ vụn từ lâu, nhưng chú nhân bút đại đạo vẫn còn cố gắng tránh né. Đại đạo của ông ta nằm ngoài đại đạo thông thường, không giống với đại đạo của người khác, lại còn là thứ đại đạo cao cấp chưa ai nhìn thấy. Nhờ có nó mà ông ta mới đứng vững trước An Nam Tịnh. Diệp Quân đanh mặt quan sát. Hắn biết đây chỉ là một phân thân của chú nhân bút đại đạo, không ngờ đã lại có sức mạnh ngần này. Mà còn không biết ông ta có bao nhiêu phân thân như vậy nữa. Giấu mình sâu thật, đùng. Bỗng có tiếng nổ đinh tai vang lên. Một vùng thời không sụp đổ. Chú nhân bút đại đạo bị đánh bay vào thời không kỳ lạ. Hư thời không, Đạo Tiêu và những người phe đó kinh ngạc thốt lên. Sao chú nhân bút đại đạo lại vào đó làm gì?
Bọn họ nhìn về phía đại điện, thấy vùng thời không nơi đó giống hư thời không như đúc. Chẳng lẽ đây cũng là thứ do vị ký nhân kia tạo ra? Diệp Quân nhíu mày rồi cảm nhận hai vùng thời không. Điểm khác biệt duy nhất là một cái nằm dưới, một cái nằm trên vô số thời không khác, giống như dưới đáy nước và trên mặt nước. Hư thời không trước đại điện là trên mặt nước, có thể nhìn thấy và sử dụng, còn chỗ của chú nhân bút đại đạo là dưới đáy nước, chỉ có dùng sức mạnh đặc biệt phá vỡ ràng buộc xong mới nhìn thấy. Diệp Quân nhìn đại điện. Hư thời không tuy không phải do vị kỳ nhân kia tạo ra nhưng người đó lại có thể di rời nó từ đáy nước lên để người khác tu luyện. Đây là một chuyện rất đáng sợ, đã vậy còn có thể là do đối phương thấy tiện tay nên làm. Bên kia, chú nhân bút đại đạo nhìn tay mình, thấy chi chít vết nứt do An Nam Tịnh tạo ra. Ông ta nhíu mày, không ngờ đối phương lại có thể dùng võ đạo thuần túy áp chế đại đạo của mình. Bao năm qua đúng là đã xem thường cô ta rồi. An Nam Tịnh cũng bước vào thời không kia, đứng đối diện chú nhân bút đại đạo. Tay không cầm thương nhưng bà ấy vẫn là đại diện cao nhất của võ đạo. Chú nhân bút đại đạo đanh mặt. An Nam Tịnh tung ra cú đấm khiến hư thời không sôi trào. Đồng tử rụt lại, chú nhân bút đại đạo giang tay ra, tới đây. Uỳnh! Hàng tỷ sức mạnh đại đạo ùa vào hư thời không. Duỳnh! Nó vỡ nát thành một vùng đen đặc. Toàn bộ giới vực sôi sục lên, vô số khí tức hùng hậu ập đến gây khó thở. Khiến ai nấy đều hoảng sợ. Họ vừa kháng cự lại vừa chăm chú quan sát vùng hư thời không vỡ nát kia. Bên nhóm Phạn Thiên sốt sắng, cho rằng thắng bại của hai người kia sẽ quyết định kết quả cuối cùng của trận chiến này. Chỉ thấy có tia sáng trắng hiện lên trong đó, ngày càng nhiều, bên trong còn lấp lóe những thế giới kỳ lạ. Không ai hiểu gì hết, đó là gì vậy, rồi chúng bỗng biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Hư thời không lại được một sức mạnh nào đó làm cho khôi phục. Ai nấy ngu ra. Toại cổ kim thì nhíu mày. Hư thời không vỡ ra thì vẫn còn một loại thời không nữa mạnh hơn nó. Cô ta bỗng nghĩ đến thời không trong tháp. Vậy đó là loại thời không gì? Cấp bậc ra sao? Suy nghĩ này hiện lên trong đầu cô ta. An Nam Tịnh và chú nhân bút đại đạo đứng đối diện nhau trong vùng thời không kia. Sắc mặt người sau khó coi vô cùng khi nhận ra phân thân này không làm gì được người trước, còn có nguy cơ bị đánh chết tươi. Ông ta hỏi, An cô nương. Đánh tiếp chỉ tổ lãng phí thời gian, chỉ bằng hai ta không ra tay, để bọn tiểu bối ra chơi với nhau. Được chứ? Nhị nha cười ré lên, ta là tiểu bối nè. An tỷ, để ta và tiểu bạch ra chơi với bọn hắn. Chú nhân bút đại đạo cứng người. An Nam Tịnh chỉ đáp, được thôi. Rồi xoay người rời khỏi vùng thời không. Nhị nha hớn hở nhảy chân sáo tới, hỏi mấy cường giả bên kia các ngươi ai ra đánh. Cuối cùng cũng đến lúc thể hiện rồi. Phạn Thiên và mấy tên khác không dám lên tiếng, cô bé này chắc chắn cũng là cao thủ nên không ai dám xem thường. Ai ra làm chim đầu đàn bây giờ? Thấy cả bọn im thin thít, nhị nha bất mãn, gì đây? Không ai đánh được à? Đạo Tiêu chậm rãi bước ra, thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng ông ta lại chỉ Diệp Quân, ta đánh với hắn. Vô liêm sỉ. Diệp Quân cười phá lên, cuối cùng cũng thấy có người mất nét hơn chú nhân bút đại đạo. Người bị nhắc tên bất mãn nói, ê thằng kia, đừng có công kích cá nhân. Diệp Quân, ta thấy một chọi một chán lắm, giáp lá cả đi. Được. Nhị nha vỗ tay, ta lên trước. Nói xong thì lao tới. Khiến trời đất nứt vỡ. Đạo Tiêu biến sắc, ông ta biết cô bé này mạnh nhưng không ngờ mạnh đến vậy, chỉ là nhún người nhảy tới thôi đã khiến ông ta ngạt thở. Thân hình ông ta nhòe đi, thân xác đạo hư hiện lên. Cú đấm của nhị nha đã. Tới, ông ta không thể trốn mà chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Quyền thế ập đến, mắt Đạo Tiêu long lên, đáp trả bằng một cú đấm. Ầm, hai sức mạnh đáng sợ bùng nổ. Đạo Tiêu bị đánh văng đi, tay phải phát nổ thành bụi máu. Khi dừng lại thì mất thêm nửa người. Chỉ một cú đấm đã xóa sổ thân xác đạo hư. Đạo Tiêu ngu người. Mấy người bên nhóm Phạn Thiên cũng giật thót. Đạo Tiêu đã dùng đến thân xác đạo hư mà vẫn không chịu nổi một chiêu của cô bé này à? Quốc sư lạnh giọng nói, con bé mạnh kinh khủng. Sức mạnh thuần túy. Mạnh đến kỳ cục. Mạc Sơn Hà cũng sợ hãi ra mặt. Cái gì mà ghê vậy? Cả đời này y chưa từng thấy nhiều cao thủ vậy bao giờ. Vãi lòng. Thôi cứ sống kín tiếng tiếp đi. Quyết định rồi, về sau cứ im im mà sống.
chứ bên ngoài nguy hiểm quá. Nhị Nha lắc đầu, người chả được gì cả. Rồi hất đầu nhìn chú nhân bút đại đạo, gọi ai khá khá chút ra đây. Con điên này ghê gớm thật, chú nhân bút đại đạo nghĩ với sắc mặt xám ngoét. Đạo tiêu biến sắc khi thấy Nhị Nha lại nhìn mình, vội lùi lại về chỗ Phản Thiên. Ông ta vẫn còn sức chiến đấu nhưng không dám đương đầu với Nhị Nha nữa. Vì sức mạnh của con bé này quá khủng khiếp. Mọi tầm mắt đổ dồn vào đại điện. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông chậm rãi xuất hiện trong bộ áo vải. Bề ngoài ước chừng 30 tuổi, ngũ quan tao nhã lịch sự. Nhóm Phạn Thiên vừa nhìn thấy người này thì biến sắc, hối hả quỳ xuống hô lên, sư phụ. Sư phụ, là người ngoại giới năm xưa, cũng là người ngoại giới duy nhất ở vũ trụ chủ từ trước đến nay. Nhóm Phạn Thiên kích động không thôi. Đạo tiêu còn dưng dưng cất giọng, sư phụ, bọn họ ỷ thế hiếp người. Chèn ép chúng con. Mọi người. Người đàn ông ung dung bước tới, ngẩng đầu nhìn vào lòng vũ trụ, lộ ra biểu cảm như xa cách đã lâu. Một hồi sau, thấy đạo tiêu nức nở không thôi, ánh mắt ông ta như nhớ lại chuyện xưa mà trở nên minh mẫn hơn, mỉm cười nói, sao vẫn còn mau nước mắt như xưa thế này. Đạo tiêu nghe vậy thì quệt nước mắt, khóc than, sư phụ cuối cùng cũng trở lại rồi. Lý do họ lựa chọn đi theo chủ nhân bút đại đạo là vì ông ta đã cam đoan sẽ đưa sư phụ trở về. Sư huynh đệ bọn họ có thể không ai phục ai khi sư phụ vắng mặt nhưng đều mang trong lòng sự kính sợ tuyệt đối dành cho người. Phản Thiên cũng nước mắt giàn giụa. Bọn họ năm xưa đều là cô nhỉ được sư phụ nhặt về nhận làm đồ đệ, truyền thụ bản lĩnh, đây cũng là lý do ông ta dốc lòng tương trợ chủ nhân bút đại đạo đến vậy. Chỉ vì mục đích đưa sư phụ trở lại. Bên kia, Mạc Sơn Hà cũng xám cả mặt khi nhận ra kia chính là người đã khiến y ăn đòn như tử. Ông ta trở lại rồi. Y nhích lại gần Diệp Quân theo bản năng, tự biết thân phận mình là hạng vượt ngục, lỡ lại bị đá trở về thì khổ quá. Người đàn ông kia ngẩng đầu, nhìn thấy An Nam Tịnh thì cười nói, võ thần thuần túy vô cùng. Bà ấy chỉ lạnh nhạt nhìn lại. Mà người đàn ông thì nhìn sang Diệp Thanh Thanh, Mạc Niệm Niệm và Đồ nhưng không nói gì. Cuối cùng lại mở miệng, chủ nhân bút đại đạo, đã lâu không gặp. Đối phương cười đáp, đúng vậy. Người đàn ông, vẫn chưa từ bỏ à. Chủ nhân bút đại đạo, không thể từ bỏ, cũng như người thôi. Người đàn ông gật gù, đúng thế. Ánh mắt ông ta chuyển sang Diệp Quân, vị công tử này tuổi còn trẻ đã đạt được thành tựu ngần này, đúng là khó được. Hắn hỏi lại, lão ca của ta đâu? Người đàn ông cười, người nói cựu thần. Diệp Quân, phải. Người đàn ông cong môi, y đã đến nơi y nên đến. Diệp Quân nhíu mày. Chủ nhân bút đại đạo hỏi, y không làm được à? Người đàn ông lắc đầu, trở về quá khứ để giết bản thân thì rất dễ, nhưng làm điều tương tự ở tương lai khi chính mình đã trở nên mạnh hơn thì lại rất khó. Chủ nhân bút đại đạo, vậy ngươi định làm gì? Người đàn ông cười, ta có một ý tưởng, có thể dùng để chứng minh phỏng đoán của ta. Chủ nhân bút đại đạo, là ý tưởng gì? Người đàn ông lại nhìn Diệp Quân. Hắn nhíu mày. Chỉ bằng một cái liếc mắt, ông ta đã nhìn thấu sự đặc biệt của hắn. Nếu hắn chết thì thế giới này là thật, tất cả đều là vô định, không có gì là vĩnh viễn hay đã được sắp xếp. Nếu hắn không chết thì sự không chết, này đã được định trước, nghĩa là tất cả sự thật đều là giả. Kết cục đã có trước thì quá trình ra sao cũng là vô nghĩa, chỉ có nghĩa với những ai tự định nghĩa nó. Lấy sức mạnh của người đàn ông này, muốn giết Diệp Quân là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong khoảnh khắc được toại cổ kim kéo ra sau, bản thân Diệp Quân cũng đã phát giác được nguy hiểm. Cảm giác ấy thoát cái biến thành cái chết đang đến gần hơn bao giờ hết, chân thực hơn bao giờ hết. Hắn biết mình sẽ chết. Tử vong đang tiếp cận hắn ở khoảng cách gần nhất từng có. Tuy có toại cổ kim đứng trước nhưng sức mạnh của người đàn ông kia lại vòng qua cô ta, hay nói đúng hơn là ông ta và Diệp Quân đã tiến vào một điểm thời không. Đó là thứ nằm trên cả hư thời không. Là nơi tiếp giáp giữa thật và giả. Cũng là nơi ông ta từng ngộ đạo, trở nên vô địch. Chỉ với một chiêu đã kéo Diệp Quân phải vào đó. Toại cổ kim nhìn thân hình người đàn ông nhòe đi mà tái mặt, không giấu nghề nữa mà vung tay muốn chạm vào điểm tiếp giáp kia, nào ngờ vừa tiếp xúc đã bị một sức mạnh vô hình bắn ngược ra. Sắc mặt cô ta trắng bệch như giấy. Bên kia, Diệp Quân không ngồi chờ chết mà lập tức sử dụng sức mạnh tín ngưỡng. Sức mạnh màu nhạt thuần khiết nhất ồ ạt tràn ra, ba loại huyết mạch cũng sôi trào. Kiếm thanh huyền mang theo tất cả mà vung lên,
tạo ra thứ kiếm ý ai nấy đều cảm nhận được. Nó khóa lại số thời không vô cùng tận, người ở ngoài đều khiếp sợ. Khi thấy uy lực của nó đã đạt đến phá hư, mà hắn vẫn còn quá trẻ. Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là vô cùng đáng sợ. Chủ nhân bút đại đạo thoáng bất ngờ nhưng lập tức nhận ra đây là vì Diệp Quân đã lén tu luyện trong tháp. Ông ta xa sầm mặt. Diệp Quân đã biết khôn mà học cách lợi dụng tháp, cũng may ông ta không cho hắn quá nhiều thời gian, bằng không cũng không biết hắn sẽ đạt đến trình độ nào nữa. Thấy người đàn ông kia ra tay, Diệp Quân biết ngay hắn chỉ có một cơ hội. Trong lòng hắn cũng có một giọng nói mách rằng hắn có dùng mọi khả năng cũng không thể thắng. Hắn bây giờ không phải đối thủ của ông ta. Nhưng thế thì sao? Đã có kiếm thì phải rút. Khi so tài, nếu hắn không bằng người ta thì sẵn sàng nhận thua, không có gì mất mặt. Nhưng đây là quyết định sinh tử. Hắn có thể chết, nhưng không thể sợ chết. Diệp Quân nhìn thấy mũi kiếm của mình đâm vào đầu ngón tay người đàn ông, sau đó hoàn toàn xuyên thấu. Sai thời không rồi, ông ta không tồn tại ở điểm tiếp giáp này, mà là ở một tầng cao hơn nữa. Tất cả mọi người đã đánh giá thấp ông ta. Vào khoảnh khắc kiếm thanh huyền chém hụt, Diệp Quân cảm nhận được một loại sức mạnh kỳ lạ tràn vào cơ thể, và thế giới bắt đầu mơ hồ. Đây không phải cái chết. Giết ta. Khóe miệng Diệp Huyền hơi nhếch lên, người có thể thử. Chủ nhân bút đại đạo ở bên lập tức biến sắc, ông ta nhìn về phía người ngoại giới, chuyện này không liên quan gì đến ông ấy, người đừng kích động. Người ngoại giới không để ý đến chủ nhân bút đại đạo. Ông ta nhìn Diệp Huyên rồi mỉm cười hỏi, các hạ tên là gì? Diệp Huyên cười nói, ta tên Diệp Huyên, nghe nói người muốn nghiệm chứng thật và giả, ái chà, hà tất phải phiền như vậy. Người cầu xin ta đi, ta dạy cho ngươi. Ha hai, ngông cuồng. Phía xa xa, Đạo Tiêu nghe Diệp Huyên nói thế thì lập tức giận tím mặt, ông ta chỉ vào Diệp Huyên, ngươi là cái thá gì mà dám nói vậy với sư phụ ta. Diệp Huyên búng tay một cái, Đạo Tiêu lập tức nổ tung. Trực tiếp bị xóa sổ. Giết trong nháy mắt. Thấy thế, đám người Phạn Thiên đều lấy làm sợ hãi. Diệp Huyên nhìn chằm chằm chủ nhân bút đại đạo và người đàn ông kia, nụ cười trên mặt dần biến mất, nếu là cường giả cùng cấp thì các ngươi muốn chơi thế nào ta cũng kệ, thế nhưng lấy lớn hiếp nhỏ. Các ngươi nghĩ là sau lưng nó không có ai thật à? Nói rồi, ông ấy đột nhiên chỉ một ngón tay về phía Phạn Thiên đứng ở phía xa. Ông ta lập tức tái mặt. Nhưng ông ta cũng kinh hãi phát hiện có một luồng sức mạnh thần bí đã khóa chặt mình lại, trong nháy mắt, ông ta đã bị nổ tung rồi hóa thành hư vô. Lại giết trong nháy mắt. Nhưng Diệp Huyên vẫn chưa dừng lại, hắn xoay người lần lượt chỉ từng người, chỉ đến ai thì người đó lập tức bị xóa sổ. Chết như ngả dạ, không ai có sức chống cự. Chỉ chốc lát, một đám cường giả đứng đầu chủ nhân bút đại đạo dẫn đến đều bị giết chết hết. Diệp Huyên. Chủ nhân bút đại đạo thấy Diệp Huyên đại khai sát giới thì trầm giọng nói, người có tuân theo quy tắc không? Diệp Huyên cười nói, chủ nhân bút đại đạo, ta phát hiện ông còn không biết xấu hổ hơn cả cha ta. Người đàn ông áo xanh. Diệp Huyên nhìn chủ nhân bút đại đạo, chỉ có ông được lôi kéo người khắp nơi đến đánh con trai ta, chứ không cho con trai ta gọi người à? Quy tắc đếch gì vậy? Người đàn ông bên cạnh chủ nhân bút đại đạo đột nhiên xòe tay ra, sau đó lại siết chặt lại. Thời không xung quanh Diệp Huyên đột nhiên trở nên hư huyễn. Một luồng sức mạnh đại đạo thần bí hiện lên trong đất trời, sau đó nhanh chóng ập về phía Diệp Huyên, mà Diệp Huyên không hề né tránh, để mặc luồng sức mạnh đó nhấn chìm mình. Nhưng ông ấy lại không hề hấn gì. Người đàn ông hơi ngạc nhiên. Diệp Huyên nhìn ông ta, làm mấy trò vớ vẩn màu mè này để làm gì? Không phải ngươi muốn biết thật và giả của thế gian này à? Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết. Nói rồi, ông ấy bước lên trước một bước, chỉ một bước đó thôi đã khiến thời không quanh ông ấy cùng người đàn ông kia trở nên hư huyễn, xung quanh bọn họ lập lòe vô số văn tự. Nhìn những dòng chữ chỉ chít lấp lóe kia, trong mắt người đàn ông lần nữa ánh lên tia kinh ngạc, ông ta nở nụ cười, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Ha ha! Vừa dứt lời, hơi thở của ông ta cũng đột nhiên tăng vọt. Đột phá! Lúc này ông ta lại đột phá. Mọi người đều thấy nghỉ hoặc. Chủ nhân bút đại đạo cũng khó hiểu, nhưng chẳng mấy chốc, ông ta như nghĩ đến điều gì đó mà sắc mặt lập tức biến đổi. Diệp Huyên, thứ không biết xấu hổ nhà ngươi, ngươi. Diệp Huyên không nhìn ông ta. Chủ nhân bút đại đạo thật sự vô cùng tức giận,
chưa kịp nghĩ thêm gì khác đã quay sang vung quyền đánh về phía Diệp Huyên. Đây là bị ép. Đúng lúc này, người ngoại giới đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, ông ta nở nụ cười, ta phải cảm ơn ngươi, ngươi đã giúp ta giải quyết câu hỏi đã thắc mắc rất nhiều năm qua. Diệp Huyên bình tĩnh nói, vậy ngươi định cảm ơn như thế nào? Người ngoại giới cười nói, ta không thể không cảm ơn được đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Người ngoại giới cười nói, ta từng tách ba thời kỳ của bản thân ra thành các bản thể quá khứ, hiện tại, tương lai. Lúc ta làm như thế ta cũng đã đoán được tất cả, cũng đoán được tương lai ta sẽ phá cục như thế nào, để đề phòng ta tương lai phá cục, ta ở hiện tại thật sự rất nhọc lòng. Tất nhiên bại bởi chính mình thì cũng không mất mặt. Diệp Huyên nói, cũng đâu phải là ngươi thua. Ông ta đáp, đối với ta của tương lai, à không, phải là đối với ta của hiện tại thì đúng là thua. Tất nhiên như lời ngươi nói, nếu xét về tất cả chúng ta, thì ta lại không thua. Nói rồi, trong cơ thể ông ta chợt có một năng lượng thần bí trào ra, sau đó tự nhiên tiêu tán trong đất trời. Mà nương theo sự tiêu tán của luồng năng lượng kia, ánh mắt của ông ta dần trở nên mờ mịt, ông ta chạy một đời, tuy bây giờ đã ngộ được chân lý, nhưng giấc mộng của ông ta cũng tan vỡ. Tựa như một kẻ cả đời theo đuổi khoa học, nhưng đến một ngày nọ khi hắn đi đến được điểm cuối của con đường này thì phát hiện ra rằng thì ra kết thúc của khoa học. Chính là thần học. Tất cả đều như mộng ảo. Người ngoại giới nở nụ cười. Vào thời khắc cuối cùng, ánh mắt ông ta không có thất vọng, cũng không có hối hận, chỉ có thản nhiên. Mà trên đỉnh đầu của ông ta, luồng năng lượng kia đã hoàn toàn biến mất. Đó là ý thức của ông ta. Là ý thức giờ khắc này. Mà sau khi ý thức giờ khắc này của ông ta hoàn toàn tiêu tan, đôi mắt vốn tĩnh mịch của ông ta chợt trở nên mịt mờ, ngay sau đó, ánh mắt đã bắt đầu có hồn lại. Phía xa, sắc mặt chủ nhân bút đại đạo lúc này đã trở nên vô cùng bình tĩnh. Cựu thần chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Quân, cười nói, Diệp lão đệ, ta phải đi rồi. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, đi đâu? Cựu thần nhẹ giọng nói, đi tìm ý nghĩa của việc sống sót. Diệp Quân nhìn y. Không nói gì, cựu thần xòe tay ra, một quyển sách cổ ngưng lại trong bàn tay của y. Là kinh phá bích, đó là quyển kinh phá bích hoàn chỉnh. Cựu thần đưa kinh phá bích hoàn chỉnh cho Diệp Quân, thứ này có lẽ giúp được đệ rất nhiều. Diệp Quân không từ chối, hắn nhận lấy rồi nói, lão ca, bây giờ huynh. Cựu thần mỉm cười nói, ta vừa nãy đã chết, bây giờ đứng trước mặt đệ là ta của quá khứ, nhưng cha của đệ đã giữ lại ký ức vừa nãy cho ta. Bởi vậy ta được xem là người chiến thắng cuối cùng. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên nói, người vẫn luôn chọn hẳn. Cựu thần quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, chủ nhân bút đại đạo gắt gao nhìn y, từ đầu đến giờ, người vẫn luôn chọn hắn. Cựu thần mỉm cười nói, người nghĩ nhiều rồi, ta không chọn hắn. Chủ nhân bút đại đạo cau mày. Cựu thần khẽ lắc đầu, nhà ngươi làm chuyện gì cũng mưu tính trước sau, tính toán cặn kẽ. Mà ngươi chưa hề nghĩ rằng đối với một số người, sống sót mới là điều quan trọng nhất. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm cựu thần, không nói gì. Cựu thần quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, mỉm cười nói, ta và Diệp lão đệ quen biết, hơn nữa còn từng kết một mối thiện duyên, cũng chỉ vì hai chúng ta đều đang kiên trì với bản thân, chúng ta đều có ranh giới cuối cùng của mình. Diệp Quân cười nói, đúng vậy. Chủ nhân bút đại đạo cười gằn. Nếu ngươi kiên trì với bản thân thì cần gì phải phí công làm những điều này? Cựu thần nói, theo đuổi những thứ đó cùng với làm chính bản thân mình đâu có gì mâu thuẫn với nhau. Hơn nữa, ta chưa bao giờ tính toán việc gì, cũng chưa từng phá cục, mục đích của ta vẫn luôn là thực nghiệm, ngươi chủ động dây. Vào, muốn lợi dụng ta của tương lai để đối phó với Diệp lão đệ. Nói rồi, ông ta lắc đầu, tất nhiên bây giờ so đo những điều này cũng không còn nghĩa lý gì. Nói đến đây, ông ta nhìn Diệp Quân, Diệp lão đệ, trọng tâm của quyển kinh phá bích này chính là đánh thức nguồn gốc nội tâm, chỉ cần thức tỉnh được sơ tâm, thì chính là khai ngộ, được gọi là bản tâm, chân tâm, bản ngã vốn cớ, chúng đều thông qua nghìn vạn phủ định của thế gian để loại bỏ những tư duy ràng buộc của thế tục, sau khi thấy rõ được thật là giả mà giả cũng là thật thì sẽ thôi thúc nguồn gốc tâm linh hiện ra, đây cũng tức là đạo trong thế giới hư vô. Diệp Quân hỏi, vậy đạo trong thế giới thật thì sao? Cựu thần cười nói, đây cũng là thứ ta muốn theo đuổi. Diệp Quân nở nụ cười. Cựu thần phất phất tay, sau này còn gặp lại. Diệp Quân nói, thật sự sẽ gặp lại sao? Cựu thần đáp, tùy duyên.
Nói rồi, y chợt trở nên mờ ảo, chưa đến một khắc sau đã hoàn toàn biến mất. Giết ư? Diệp Huyên nghe Diệp Quân nói vậy thì chỉ cười không nói. Diệp Quân mới bồi thêm, giỡn thôi. Hắn biết tên chủ nhân bút đại đạo khốn kiếp này chưa thể chết bây giờ được. Mẹ nó chứ. Quyết định rồi, khi nào vô địch thì người đầu tiên hắn xử lý chính là tên này. Ông ta từ đầu đến giờ lúc nào cũng gây sự, lần nào lần nấy đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết, đơn giản là đếch phải người. Thằng chó già này phải chết. Diệp Quân hạ quyết tâm. Diệp Huyên vỗ nhẹ lên vai hắn rồi nói với chủ nhân bút đại đạo đang sưng xỉa ra mặt, ta thấy tranh qua đấu lại mãi cũng vô nghĩa, hay là đổi cách đánh cược một ván cuối cùng, dùng nó để phân thắng bại. Nếu ông thắng, con ta và nhà họ Dương sẽ không bao giờ tranh giành gì với ông nữa. Ông muốn làm gì vũ trụ này cũng được, chúng ta sẽ tự động tránh xa. Nhưng nếu ông thua, ông phải dốc toàn lực giúp con ta thành lập trật tự, hoàn thiện đại đạo, đứng đầu kim cổ. Được không? Người kia chỉ lạnh nhạt đáp, dù kết quả thế nào thì các ngươi cũng sẽ thay nhau ra tay chứ gì. Diệp Huyên, vì chính ông phá hỏng quy tắc trước, ông nhìn lại xem ông đã chỉ điểm con ta cho những ai. Trên đời này có người ỷ lớn hiếp nhỏ như ông sao? Chủ nhân bút đại đạo hừ lạnh, muốn đánh cược thế nào? Diệp Huyên cười, đơn giản thôi, chúng ta không chỉ so về sức mạnh mà còn so đạo thống. Con ta tu sức mạnh tín ngưỡng. Vậy hãy cho nó một đất nước để cai quản và chứng minh trật tự của mình. Ông cũng có thể làm tương tự để chứng minh đại đạo và trật tự của ông tốt hơn. Muốn làm thế nào cũng được, chỉ yêu cầu không được nhờ vả những người không thuộc thế giới đớ. Diệp Quân nghe vậy thì cười lớn. Cuối cùng cũng không phải bị ăn hiếp nữa rồi. Chủ nhân bút đại đạo liếc Diệp Huyên, người chọn sẵn địa điểm rồi chứ gì. Ông ấy gật đầu, đúng vậy. Chủ nhân bút đại đạo, ta không đồng ý thì sao? Thì ta nói Thanh Nhi giết ông. Diệp Huyên nói với một nụ cười trên môi. Biết tên vua dựa dẫm này không nói đùa, chủ nhân bút đại đạo im lặng. Diệp Huyên lại nói, lần này là cạnh tranh công bằng, không ai được gọi chỉ viện hay ỷ thế hiếp người. Ông có đồng ý không? Không thì đi chết đi. Chủ nhân bút đại đạo, đổi một điều kiện. Diệp Huyên, nói. Chủ nhân bút đại đạo, nếu ta thắng thì các ngươi không được xen vào việc vũ trụ. Còn phải giúp ta hoàn thiện đại đạo. Diệp Huyên gật đầu, được. Chủ nhân bút đại đạo, ngươi có thể ra mặt thay muội muội ngươi, nhưng có thể đại diện cho cha ngươi sao? A đù, còn cố tình châm ngòi ly gián. Diệp Quân quắc mắt chừng. Diệp Huyên cười, ta hầu như chưa từng nhờ vả cha ta làm gì, nhưng ta tin rằng chỉ cần ta mở miệng thì ông ấy sẽ không từ chối. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, được. Rồi quay sang Diệp Quân, vậy chúng ta cạnh tranh công bằng. Lợi thế của ông ta là hiểu biết về thế giới này hơn Diệp Quân nhiều. Đây là cơ hội ngàn năm có một, chỉ cần thắng thì nhà họ Dương sẽ không thể ngáng đường ông ta mà còn phải giúp ông ta đi tới cùng. Nghĩ đến việc có bọn họ giúp đỡ, ông ta bỗng muốn cười thành tiếng. Đương nhiên là tự tin chứ. Trừ Tam Kiếm thì chủ nhân bút đại đạo này đã sợ ai bao giờ. Càng nghĩ càng thấy chờ mong. Ông ta nhìn Diệp Quân với vẻ mặt bình thản đầy tự tin. Không hề xem thường hay chú ý. Diệp Huyên nhìn con mình, nghe hắn nói, con nghe cha hết. Ông ấy cười, vậy chúng ta đi dạo một chút. Dạ. Diệp Quân gật đầu rồi quay sang An Nam Tịnh, lần này đã khiến An Di nhọc lòng rồi ạ. Bà ấy chỉ gật đầu rồi nói với Nhị Nha, đi. Cô bé rũ đầu, rất không tình nguyện nhưng cũng biết mình không có cửa cãi lại. Diệp Quân tò mò hỏi, bọn họ đi đâu chơi vậy cha? Diệp Huyên cười, chừng nào mạnh lên đi rồi biết. Diệp Quân. Diệp Huyên lại nói với Diệp Thanh Thanh và Đồ, đợi ta xử lý việc của thằng nhóc này xong rồi sẽ dẫn các muội đi một nơi. Người sau gật đầu, được. Người trước hầm hừ, cũng không biết đang cáu vì cái gì. Diệp Huyên quay sang Mạc Niệm Niệm, Niệm tỷ, mình nói chuyện chút đi. Bà ấy gật đầu, được thôi. Rồi xuất hiện bên cạnh ông ấy. Diệp Huyên hỏi Toại Cổ Kim, cô nương này cũng đi cùng chứ? Cô ta gật đầu. Thế là đoàn người cất bước đi. Diệp Huyên hỏi, mọi người thấy chủ nhân bút đại đạo thế nào? Toại Cổ Kim, ông ta tin rằng mình sẽ thắng. Diệp Huyên gật đầu, kiến thức của ông ta cũng sấp xỉ Thanh Nhi. Diệp Quân giật mình, ngang với cô sao? Diệp Huyên cười, ừ, nghe hết hồn luôn đúng không? Diệp Quân, dạ. Diệp Huyên lại nói đúng ra thì ông ta cũng chỉ sợ mỗi Thanh Nhi mà thôi.
Diệp Quân muốn nói lại thôi. Diệp Huyên, con định hỏi ông nội thì sao đúng không? Diệp Quân gật. Diệp Huyên, chẳng lẽ con còn chưa phát hiện ông nội chỉ quan tâm đến con chứ không màng đến trật tự của con? Diệp Quân không nói gì. Đúng là ông nội chưa từng thảo luận với hắn về trật tự, thậm chí còn có ý muốn làm ô dù cho hắn dựa dẫm. Diệp Huyên tiếp tục, mục tiêu của cha và Tiêu Dao đại ca khác với chủ nhân bút đại đạo nên bọn họ gần như không có mâu thuẫn. Thanh Nhi thì khác. Hai mắt Diệp Quân sáng lên, cô ủng hộ con thành lập trật tự đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Diệp Quân cười khà khà. Mạc Niệm Niệm khẽ cong môi. Thằng bé ngốc, cô con ủng hộ con là vì cha con ủng hộ con đó. Còn một nguyên nhân khác mà chỉ Diệp Huyên biết, đó là Thanh Nhi đang ấp ủ một kế hoạch lớn. Ông ấy hỏi Diệp Quân, con có tự tin sẽ thắng được chủ nhân bút đại đạo không? Hắn nói thẳng, dạ không. Chỉ có ngu mới dám vỗ ngực nói rằng mình sẽ chiến thắng 100%. Ngày nào hắn cũng rủa ông ta, nhưng cũng biết ông ta đáng sợ thế nào. Diệp Huyên cười, không tự tin nhưng vẫn đồng ý, vậy là con đã chuẩn bị dốc toàn lực cho một lần này, đúng chứ? Diệp Quân gật đầu, cha hắn đã nói giữa hắn và chủ nhân bút đại đạo thế nào cũng phải định ra kết quả. Bằng không thì ngày nào cũng bị ông ta chỉ điểm cho người tới làm phiền thì không chịu nổi. Diệp Huyên, lần này sẽ không ai giúp con hết, biết chứ? Thấy ông ấy nghiêm túc, Diệp Quân gật đầu. Chỉ cần ông ta không kéo bầy kéo đàn tới thì con có thua cũng chịu. Diệp Huyên cười, được, không chỉ con mà chúng ta cũng sẵn sàng chịu thua. Đàn ông mà, thắng được thì cũng thua được. Diệp Quân gật liên tục, cha là tấm gương cho con đó. Tiểu Tháp. Ha ha ha! Diệp Huyên cười phá lên, vỗ vai con mình đầy yêu thương, ta biết con đây là đang nói thật lòng chứ không phải nịnh bợ. Mọi người! Mạc Niệm Niệm lắc đầu cười. Diệp Huyên vươn tay triệu hồi quyển phá bích kinh của Diệp Quân ra, nói con cũng biết vị lão ca kia vừa có tài vừa có nhiều ý tưởng mới độc đáo, hãy nghiên cứu thật kỹ quyển sách này, nó sẽ giúp con rất nhiều. Diệp Quân gật đầu, con biết rồi. Diệp Huyên, có thấy mệt không? Câu lạc bộ vô biên. Mộ Niệm Niệm gật đầu nhìn Diệp Quân, Diệp Quân vội nói, tất nhiên không thể quên vô biên lão ca rồi. Diệp Huyên cười ha ha, tất nhiên, trên trán Diệp Quân đổ mồ hôi lạnh. Phải trách vô biên lão ca, lại có thể mở loại câu lạc bộ không đoàng hoàng này. Toại Cổ Kim nhìn Diệp Quân, sau đó nhìn Diệp Huyên, địa điểm của cuộc so tài lần này là. Diệp Quân nhìn cũng nhìn Diệp Huyên, ở vũ trụ chủ. Diệp Huyên cười nói, không phải. Diệp Quân hơi nghỉ hoặc, vậy thì. Diệp Huyên cười hì hì, một nơi có trình độ văn minh võ đạo không cao. Mặc dù Diệp Quân hơi thất vọng, nhưng vẫn gật đầu, vì nếu đặt ở vũ trụ chủ, vậy hắn có ưu thế quá rồi, suy cho cùng, Toại Cổ Kim ở đây, đương nhiên, thế này cũng mất công bằng, cho dù thắng, thì chắc chắn chủ nhân bút đại đạo cũng không phục. Diệp Huyên bỗng nói, nhớ lời lão ca cựu thần mà lúc trước con quen không? Diệp Quân nói, ý cha là, sống phải chân thành, làm người phải có giới hạn. Diệp Huyên cười nói, phải, chuyện chúng ta làm, có thể không từ thủ đoạn, nhưng tiền đề là, phải có giới hạn làm người, một người làm việc, làm người, nếu không có giới hạn, thì không có khác biệt gì với súc sinh cả, đương nhiên. Nói tới đây, ông ấy khẽ cười, một cái cây muốn vươn lên cao hơn, không chỉ được nhận nhiều ánh sáng hơn, mà rễ của nó cũng phải chìm sâu vào bóng tối hơn, hiểu chưa? Diệp Quân gật đầu, con hiểu. Thế đạo này, làm người không thể quá lương thiện, không thể quá thành thật, không thể quá có giới hạn, vì người quá thiện lương, quá thành thật, quá có giới hạn luôn không hòa hợp tốt được. Trong mắt Diệp Huyên cũng xẹt qua một tia phức tạp, bây giờ dạy con trai, sợ hắn không thiện lương, lại sợ hắn quá tốt bụng. Thế đạo này, thật sự phải thay đổi. Diệp Quân nói, cha còn muốn dặn dò gì không? Diệp Huyên quay đầu nhìn Toại Cổ Kim. Ông ấy mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn không gian bay tới trước mặt Toại Cổ Kim, đây là chút tấm lòng của ta và mẹ nó. Nhưng Toại Cổ Kim lại không cầm, mà nhìn Diệp Quân, hỏi hắn, lúc ở ngoài, tất nhiên cô ta phải cho Diệp Quân mặt mũi và quyền uy tuyệt đối. Diệp Quân cười nói, cầm đi. Bấy giờ Toại Cổ Kim mới nhận nhẫn không gian, cảm ơn. Diệp Huyên nói, cô nương, bây giờ vũ trụ chủ đang như rắn mất đầu, mà dưới vũ trụ chủ. Còn có vô số những nền văn minh vi mô nữa, những nền văn minh vũ trụ này nhiều như sao, nếu đều có thể quy vào thư viện Quan Huyên, vậy thì chắc chắn là một sự giúp đỡ lớn cho thằng nhóc này, chuyện đó.
Toại Cổ Kim lập tức nói, ta sẽ làm ổn thỏa. Diệp Huyên gật đầu, ông ấy mở lòng bàn tay ra, một quyển trục xuất hiện trước mặt Diệp Quân, con chuẩn bị một chút, sau khi chuẩn bị xong, thì bóp vỡ thứ này sẽ đưa con tới chỗ đó. Diệp Quân nhận quyển trục, vâng. Diệp Huyên nhìn Mộ Niệm Niệm, Niệm tỷ, chúng ta đi thôi. Đợi đã. Diệp Quân vội nói. Diệp Huyên nhìn Diệp Quân, cười nói, còn chuyện gì à? Diệp Quân vội quay người nhìn Mạc Sơn Hà ở nơi xa, Mạc Huynh, mau qua đây. Nghe Diệp Quân hô, Mạc Sơn Hà hơi ngơ ngẩn, lập tức bước về trước một bước, tới trước mặt đám người Diệp Quân. Diệp Quân nhìn Diệp Huyên, cha, đây là huynh đệ con mới quen, tên Mạc Sơn Hà, là một người không tệ, cha dạy bảo huynh ấy tí nha. Nghe Diệp Quân nói, Mạc Sơn Hà lập tức cảm động vô cùng, y không quen người đàn ông áo trắng này, nhưng, sau khi thấy người đàn ông áo trắng này nhẹ nhàng kéo người kỳ quái kia đi, y biết, đây mẹ nó chính là một bố già siêu cấp siêu siêu cấp. Một bố già siêu cấp còn khủng bố hơn người kỳ quái kia ồ. Con đường võ đạo mà Mạc Sơn Hà y đi cho tới nay, thật ra đã tới điểm cuối, nếu muốn đi tiếp, kỳ thực rất khó khăn. Còn thế giới này, thì không có bất kỳ ai có thể tạo một con đường riêng, kẻ đi trên con đường mới, càng nhiều người, thì càng muốn được người khác dìu dắt. Nhưng, không phải ai cũng có cơ hội để được người khác dìu dắt chỉ bảo. Bây giờ mọi hành động của Diệp Quân, khiến y thật sự cảm động vô cùng, vị huynh đệ này không quên ồ. Đàn ông hy sinh mình vì chi kỷ. Huynh đệ tốt, Diệp Huyên nhìn Mạc Sơn Hà kích động vô cùng, ông ấy khẽ cười, ngoài. Người kỳ quái đó ra, vị huynh đệ này của con đúng là kẻ yêu nghiệt nhất, lại có thể đi trên con đường như vậy, rất giỏi. Được Diệp Huyên khen, Mạc Sơn Hà vội nói, trước mặt tiền bối, chút thành tựu này của ta thật sự nhỏ bé không đáng kể gì. Vãi! Đúng lúc này, Mạc Sơn Hà bên cạnh đột nhiên phun trào. Diệp Quân quay đầu nhìn Mạc Sơn Hà kích động vô cùng, vãi, vãi, thì ra là thế. Thấy Mạc Sơn Hà hưng phấn vô cùng, Diệp Quân nở nụ cười, hắn biết, không bao lâu nữa, e là thực lực của Mạc Huynh này sẽ đi lên thêm một bước nước. Thực lực bây giờ của Mạc Huynh đã cực kỳ nghịch thiên, nếu tiến bộ hơn. Chắc chắn là người đầu tiên có cảnh giới vượt ra khỏi giới hạn. Diệp Quân nói, Mạc Huynh, còn hai ngày nữa ta mới phải đi. Hai ngày này huynh có muốn tu luyện trong tiểu tháp của ta không? Mạc Sơn Hà vội nói, vậy thì đúng là cảm kích không đủ rồi. Y cũng rất muốn nghiên cứu trong tiểu tháp của Diệp Quân thuận tiện tu luyện, cảm ngộ sợi kiếm khí đó. Sợi kiếm khí đó không phải là kiếm khí bình thường, trong sợi kiếm khí đó có con đường mà y sắp phải đi. Hơn nữa, con đường này là con đường nâng cao trên nền tảng của y, tương đương với việc cưỡng ép mở ra một con đại đạo hoàn toàn mới trên đại đạo vốn có của y. Sao mà cái này không khiến y vui mừng khôn xiết được. Sau khi Mạc Sơn Hà đi vào tiểu tháp, Diệp Quân nhìn Toại Cổ Kim, có chút tò mò, cha và nương ta cho cô cái gì đó. Toại Cổ Kim nhìn hắn, không nói cho ngươi. Diệp Quân. Toại Cổ Kim trầm giọng nói, tiếp theo, ngươi phải tự mình đối mặt với chủ nhân bút đại đạo, ngươi. Nói tới đây, cô ta không nói tiếp nữa, nhưng trong mắt cô ta lại nhiều thêm một tia lo lắng. Diệp Quân bảo. Không còn cách nào, đây là chuyện ta phải đối mặt, nếu không, cứ bị ông ta đối phó như vậy, sớm muộn gì ta cũng sẽ bị ông ta ép cho thành bệnh thần kinh. Hắn thật sự hơi sợ chủ nhân bút đại đạo này rồi. Ngày nào cũng tính toán, ngày nào cũng bày bố, ngày nào cũng kéo thù hận cho hắn. So với bị ông ta đối phó trong bóng tối thế này, còn không bằng mọi người cũng ra ngoài sáng dùng đao thật giáo thật đánh một trận, ai cũng không kêu người, không lấy lớn hiếp nhỏ. Chỉ dựa vào bản lĩnh của mình, một trận quyết thắng bại. Còn ăn gian, hắn tin, nếu chủ nhân bút đại đạo thua, chắc chắn sẽ không ăn gian, cũng không dám. Nếu ăn gian, vậy thật sự muốn đi tìm đường chết rồi. Toại Cổ Kim bỗng nói, chuẩn bị thêm mấy ngày đi. Diệp Quân nhìn Toại Cổ Kim nhìn hẳn, ta cần chút thời gian, ngươi cũng cần chút thời gian. Diệp Quân gật đầu, chủ nhân bút đại đạo tốt như vậy, ta đợi thêm mấy ngày nữa. Chắc ông ta cũng có thể hiểu. Toại Cổ Kim nói, cũng không thể trì hoãn quá, vì chắc chắn ông ta đã đi tới bên đó trước, đi sớm thì sớm chiếm được cơ hội quyết định. 3 ngày, thời gian 3 ngày đủ rồi. Nói tới đây, cô ta đột nhiên quay đầu nhìn bên phải, người đâu? Vừa dứt lời, U Phá không bước ra. Toại Cổ Kim nói, tập hợp mọi người, tiếp quản vũ trụ chủ hoàn toàn.
tiếp quản vũ trụ chủ hoàn toàn. Trái tim U bỗng nhảy lên, cô ta cúi đầu thật sâu, thuộc hạ hiểu. Nói rồi, cô ta lùi ra. Toại cổ kim nhìn Diệp Quân, đặt vũ trụ quan huyên trong tiểu tháp ra ngoài đi, để họ hoàn toàn hòa nhập với vũ trụ chủ. Diệp Quân nói, e là bọn họ không thể thích ứng lắm đâu. Toại cổ kim lắc đầu, không thể thích ứng cũng phải thích ứng, công năng nghịch thiên của tiểu tháp, đó là thứ chỉ ngươi có, không phải của bọn họ, ở trong đó thời gian dài, dần ra, bọn họ sẽ ỷ lại nghiêm trọng, còn ngươi thì không thể nuôi bọn họ cả đời, phải để bọn họ ra ngoài hòa nhập với cả vũ trụ chủ. Diệp Quân gật đầu, được. Toại cổ kim lại bảo, còn nữa, mặc dù người chủ quản của Phạm Thiên Quốc và dòng họ Đạo Thương bây giờ đều đã chết, nhưng, thế lực phía dưới của bọn họ vừa rắc rối lại phức tạp, tuyệt đối sẽ không thần phục dễ dàng, do đó, ta phải giết một đám người. Diệp Quân nhìn Toại cổ kim, không nói gì. Toại cổ kim cũng đang nhìn hắn. Hiển nhiên, cô ta muốn quyền, hơn nữa là quyền rất lớn, chỉ cần Diệp Quân gật đầu, với năng lực của cô ta có thể sẽ thu phục toàn bộ vũ trụ chủ này. Cả vũ trụ chủ, to cỡ nào, cái này còn bao gồm cả biển sinh mệnh kia. Diệp Quân không do dự, gật đầu, cô toàn quyền xử lý. Tất nhiên hắn phải tin cô ta rồi, cũng chỉ có thể tin tưởng cô ta, vì hiện nay, chỉ có Toại cổ kim trước mắt mới có năng lực kiểm soát cả vũ trụ chủ. Toại cổ kim gật đầu, còn một chuyện cuối cùng, ta muốn thành lập thư viện, ta muốn giúp ngươi thu sức mạnh tín ngưỡng, nhưng, ta sẽ không từ thủ đoạn. Thấy Diệp Quân im lặng, Toại cổ kim lại nói, thua một ván không có nghĩa là thua tất cả, bất kể thế nào. Ta sẽ chế tạo xong vũ trụ chủ để ngươi có được sức mạnh tín ngưỡng vượt xa bây giờ. Nói xong, cô ta xoay người rời đi. Diệp Quân đột nhiên nói, cổ kim. Toại cổ kim dừng bước. Diệp Quân nhìn cô gái trước mắt, cười nói, ta sẽ dốc sức. Toại cổ kim gật đầu, ta cũng vậy. Nói xong, cô ta biến mất tại chỗ. Dù Phản Thiên và Đạo Tiêu đã chết nhưng thế lực của bọn họ vẫn còn. Vì vậy lúc Toại cổ kim đang tiếp nhận địa bàn của bọn họ cũng không được thuận lợi cho lắm. Thành Phản Thiên. Bầu trời phía trên thành, Toại cổ kim dẫn tất cả cường giả Thánh Vương Điện quy tụ về đây, mà ở phía đối diện cô ta là một đám cường giả cấp cao của Hoàng. Thất Phản Thiên Quốc. Tất cả cường giả cấp cao của Phản Thiên Quốc đều nhìn chằm chằm vào Toại cổ kim, ánh mắt không giấu nổi lửa hận thâm thù. Huyền Nho kia cũng đang ở trong sân, lúc này vẻ mặt gã trắng bệch như tờ giấy. Mọi chuyện diễn ra đã hoàn toàn vượt khỏi tính toán của gã. Gã không ngờ rằng sư phụ và quốc chủ của mình lại thất bại hoàn toàn như vậy. Xong rồi. Phản Thiên Quốc hoàn toàn xong đời rồi. Đằng xa, Toại cổ kim đột nhiên nói, ai đầu hàng sẽ được miễn chết. Không hàng. Tất cả thành viên hoàng thất của Phản Thiên Quốc đồng loạt nổi giận. Toại cổ kim không cảm xúc giết. Lời vừa dứt, tất cả cường giả sau lưng cô ta đồng loạt xông ra ngoài. Dù thực lực của Phản Thiên Quốc vẫn rất mạnh nhưng cường giả cấp cao của bọn họ đã chết trận hết, hơn nữa còn không có một ai đạt tới phá hư, vì vậy hoàn toàn không thể nào đối kháng với phe của Toại cổ kim. Huyền Nho ngạc nhiên. Toại cổ kim không nói gì, xoay người đi ra phía ngoài. Ôi! Một tiếng thở dài đột nhiên truyền tới từ bên cạnh Huyền Nho. Huyền Nho quay đầu lại nhìn, người tới chính là Phản Viện Trường của Học Viện Đế Quốc. Huyền Nho vội nói, Phản Viện Trường. Phản Viện Trưởng nhìn gã, còn nhớ sư phụ ngươi đã nói gì không? Huyền Nho gật đầu, nhớ, nhớ. Phản Viện Trưởng nhẹ nhàng nói, nếu lúc bà ấy tới, ngươi nhất quyết đứng ở bên cạnh bà ấy không đi, lấy lợi ích của thư viện quan huyên làm chủ, vậy thì có thể ngươi đã được trọng dụng rồi, đây cũng là điều mà sư phụ ngươi hy vọng, khi đó, ngươi có thể dựa vào thư viện quan huyên để đạt tới tầm cao mà sư phụ ngươi còn không thể đạt được, nhưng ngươi lại hết lần này đến lần khác chọn đứng về phía lợi ích của Phản Thiên Quốc. Huyền Nho hơi cúi đầu, hai tay khẽ run. Phản Viện Trưởng nhìn Huyền Nho, ánh mắt lóe lên một sự phức tạp, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn chưa thấy rõ hiện thực, còn chưa thấy rõ đại cục bây giờ đã đi về phía. Ngươi đã phụ lại kỳ vọng của sư phụ ngươi rồi. Nói xong, ông ta đi về đằng xa. Sau lưng, vẻ mặt Huyền Nho tái nhợt như tờ giấy. Bên ngoài thành, lúc Phản Viện Trưởng rời đi, Toại cổ kim đang đứng cách đó không xa. Cô ta xoay người nhìn Phản Viện Trưởng, hành lễ thầy. Năm đó cô ta từng dùng tên giả để tới Phản Thiên Quốc học tập, mà vị Phản Viện Trưởng trước mặt đây chính là đạo sư lúc đó của cô ta. Phản Viện Trưởng nhìn Toại cổ kim,
ánh mắt lóe lên một sự phức tạp, ta không ngờ rằng sẽ có một ngày ngươi dùng cách này để quay lại đây. Toại cổ kim nói, thầy, ta muốn mời người gia nhập nội các, cùng nhau xây dựng thư viện Quan Huyên. Phạn viện trưởng lắc đầu, toại cổ kim nhìn phạn viện trưởng, thầy nhất định sẽ đồng ý. Phạn viện trưởng ngẩn người ra, ngay sau đó cười nói, nhà đầu, người còn dám uy hiếp cả thầy sao? Toại cổ kim lắc đầu, không dám, cũng sẽ không làm. Phạn viện trưởng yên lặng. Toại cổ kim lại nói, thầy, vũ trụ chưa bao giờ được thống nhất hoàn toàn, trong luận đại đạo của người có ghi lại trật tự và sự hưng vong của vô số nền văn minh, nhưng nó không có ghi chép gì về một nền văn minh vũ trụ thống nhất, bây giờ vừa lúc lại có cơ hội này, không phải sao? Phạn viện trưởng lại im lặng. Toại cổ kim tiếp tục nói, ta biết thầy sợ sau khi vũ trụ này thống nhất sẽ xuất hiện thêm nhiều chuyện đáng sợ. Nhưng chắc hẳn thầy cũng biết rằng chúng ta không thể không làm chỉ vì sợ, dù chúng ta không làm thì sau này cũng sẽ có người làm, mà người khác làm thì không bằng để hắn làm, dù sao thì hắn nhất định sẽ không hiến tế tất cả chúng sinh. Phạn viện trưởng thấp giọng thở dài. Ông ta hoàn toàn không có sự lựa chọn. Ông ta không vào nội các, những học sinh ở học viện đế quốc cũng chắc chắn không thể sống. Bây giờ toại cổ kim chưa hề xuống tay với những học sinh học viện đế quốc cũng vì ông ta. Mà những học sinh học viện đế quốc cũng chỉ có ông ta mới dạy được. Sau khi toại cổ kim thấy phạn viện trưởng, cô ta đã hiểu ý của đối phương, không nói gì nữa, cô ta hành lễ sau đó xoay người rời đi. Phạn viện trưởng đột nhiên nói, nhà đầu, dù là phản thiên quốc hay dòng họ. Đạo thương thì bây giờ bọn họ cũng không thể đối kháng với ngươi được nữa, cho nên... Toại cổ kim nói, học sinh biết rồi, ta sẽ có bọn họ cơ hội đầu hàng. Nói xong, người đã biến mất ở đằng xa. Mà không bao lâu sau, tin tức dòng họ đạo thương bị tàn sát đã truyền tới. Vũ trụ chủ đổi trời. Vô số người khiếp sợ, không ngờ rằng chỉ trong một ngày, tam đại thế lực vũ trụ chủ này đã biến thành lực lượng duy nhất của Thánh Vương Điện. Mà ngày hôm sau, toại cổ kim quyết định thành lập thư viện. Cô ta không chỉ thành lập một tòa thư viện mà lập ra một lúc 4 tòa thư viện Quan Huyên, Thánh Vương Điện một tòa, dòng họ đạo thương một tòa, Phản Thiên Quốc một tòa, ở vị trí trung tâm còn lại, cô ta còn thành lập một tòa cho vũ trụ chủ, hơn nữa còn là tòa lớn nhất, đủ để chứa hàng triệu học viên. Tòa thư viện Quan Huyên này không tuyển học viên riêng, chỉ có những học viên hàng đầu của 3 tòa thư viện Quan Huyên khác vượt qua cuộc thi mới đủ điều kiện vào tòa thư viện này. Vì vậy mà tòa thư viện này cũng được gọi là Tổng viện Vũ trụ chủ. Sau khi diệt Phản Thiên Quốc và dòng họ đạo thương, toàn bộ vũ trụ chủ không phản đối tiếng nói của toại cổ kim nữa, vì vậy cô ta đã thống nhất toàn bộ vũ trụ chủ trong một thời gian vô cùng ngắn. Không chỉ như vậy, cô ta còn nhanh chóng tiếp nhận hệ thống tình báo của Phản Thiên Quốc và dòng họ đạo thương. Sau khi có hệ thống tình báo khổng lồ như vậy, cô ta bắt đầu chiêu mộ nhân tài khắp toàn bộ vũ trụ chủ. Nhân tài. Muốn lập trật tự ở vũ trụ chủ này phải có nhân tài, cô ta phải chiêu mộ tất cả nhân tài trong vũ trụ chủ về dưới trướng mình. Tốc độ hành động của toại cổ kim thật sự rất nhanh, chưa tới nửa tháng, thư viện Quan Huyên đã trở thành thế lực mạnh nhất vũ trụ chủ hiện tại. Cùng lúc đó, Quan Huyên Pháp của Diệp Quân cũng bắt đầu phổ cập khắp toàn bộ vũ trụ chủ, nếu muốn vào thư viện Quan Huyên trước tiên phải tu Quan Huyên Pháp. Có người phản đối nhưng cũng có người ủng hộ. Người phản đối chính là một số tàn dư của Phản Thiên Quốc và dòng họ đạo thương, còn người ủng hộ chính là những thế lực vừa và nhỏ trong vũ trụ chủ. Vì toại cổ kim đặt tất cả công pháp thần công của Phản Thiên Quốc, dòng họ đạo thương và Thánh Vương Điện ở Thư viện Quan Huyên, muốn tu luyện công pháp tốt nhất hiện tại của vũ trụ chủ chỉ có thể gia nhập Thư viện Quan Huyên, dưới tình huống này, người muốn gia nhập vào Thư viện Quan Huyên nhiều không tưởng. Trừ điều này ra, toại cổ kim cũng bắt đầu hoàn thiện hệ thống nội bộ của Thư viện Quan Huyên. Vì thư viện thật sự quá lớn, nhất định phải có một quy định tốt mới có thể ràng buộc được nhân viên nội bộ, muốn thống trị thiên hạ thì trước tiên phải thống trị được thư viện, nhân tài trong thư viện mới có tư cách thống trị thiên hạ. Đối với nhân viên nội bộ thư viện Quan Huyên, những quy định mà toại cổ kim lập ra có thể nói rằng vô cùng nghiêm khắc, vì cô ta biết, vấn đề tham nhũng tuyệt đối không được xảy ra, một khi xảy ra thì kèm theo sẽ là vô số rắc rối. Hôm đó, một người đàn ông dẫn một đám học viên thư viện Quan Huyên tới học viện đế quốc. Học viện đế quốc hiện giờ đã rút lui hết, tất cả nhân viên đã được định. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 154.